Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagavā đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagavā đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagavā đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thamang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanggang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyam bi buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyam bi buddhang, Dutiyam bi dhammang saranang gacchami. Dutiyam bi dhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyam bi sanggang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam bi dhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam bi sanggang saranang gacchami. Tatiyam bi sanggang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Panatipata Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Panatipata Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Adinadana Viramani
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumecha Chara Veramani Sikha Badang Samadhyami. Kame Sumecha Chara Veramani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Vada Veramani Sikha Badang Samadhyami. Musa Vada Veramani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Raja Machapama Dathana Veramani Sikha Badang Samadhyami. Surame Raja Machapama Dathana Veramani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Idang nosilang nibbanasa bacchayo ho tu. Nguyện phước trì thọ, nguyện phước báo thọ giới này hãy làm duyên lành trợ lực cho chúng con chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Sile na sugatin janti sile na phogasambada sile na niputin janti tasma silang viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy quý vị gian thọ trì giới lực cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Hôm nay chúng ta học một cái phần mô tả về các phạm trú, tức là Ramma Vihara Nidesa. Phần này cũng nằm trong phần định Samathi. Phần bữa nay chúng ta học cái phần đầu tiên, tức là về tâm từ. Tâm từ là Metta. Bữa nay có thể học đến 8 giờ. Sau đó chúng ta sẽ, tôi sẽ hướng dẫn cái phần thực hành tâm từ. Tại vì cái phần này á, chúng ta cái phần thực hành rất là quan trọng. Đôi khi chúng ta học lý thuyết mà không thực hành cũng không có làm được gì. Tâm từ mà tu không có đúng cách thì không có phát triển được tâm từ được. Cho nên cái phần thực hành nó vô cùng quan trọng cái gì. Hành không đúng thì tâm từ nó không phát triển được. Thì trước tiên á, sư sẽ giải thích về cái tâm từ á. Tâm từ á, nó là cái tâm vô sân. Khi mà chúng ta vị hành giả nào mà đạt được cái sự vô sân á, thì đó chính là tâm từ đó quý vị. Vô sân nó đồng với tâm từ, cho nên cái tâm vô sân nó cũng đồng sinh ở trong cái tâm đại thiện đó. Trong tâm đại thiện thì nó lấy cái tất cả chúng sanh đó, lấy chúng sanh làm đối tượng, lấy tất cả chúng sanh làm đối tượng. Khi mà có một cái tâm từ á, thường là tâm từ thật sự đúng nghĩa của nó nha, thì thường thường hướng chạy đến bất cứ nó chúng sanh nào á, thì chúng sanh đó cũng có được sự ảnh hưởng cái sự mát mẻ là thật. Chúng ta mà thành tập chưa có đạt được cái tâm từ á, chúng ta chảy đi cũng không có lợi ích gì, chứ không có ảnh sự ảnh hưởng. Tại tâm từ nó có nhiều mức độ, ví dụ mức độ mà đúng nghĩa của nó là thành tựu định tâm từ, quan trọng lắm. Thành tựu mà cái sự mà đắc định đó, nhập định của tâm từ, thì lúc đó là tâm từ đúng nghĩa của nó đó. Mà sử dụng cái tâm đó trải đi hết tất cả chúng sanh khắp nơi đó, thì thường thường chúng sanh là họ cảm nhận cái sự mát mẻ, an lành thật sự luôn. Những chúng sanh nào mà có bệnh, thường thường cái người mà có tâm từ trải đến, họ cũng giảm cái bệnh, cái đau khổ của họ, cái bệnh tật của họ. Cho nên cái tâm từ nó đem lại cái sự an lành, cái điều mà cái điều đó đó là thật, chứ không phải là nói suông đâu quý vị.
do ngài, do chúng ta chưa có thành tựu, hoặc chúng ta không có thấy được cái giá trị của nó. Mà thành tựu rồi nó là thật, nó ảnh hưởng rất là ảnh hưởng thực tế luôn. Tâm từ nếu mà phân tích ra đó, thì nó có hai loại tâm từ. Một cái tâm từ sanh lên nó có điều kiện, và tâm từ sanh lên nó không có điều kiện. Mà thế nào là tâm từ sanh lên có điều kiện? Trường hợp là ví dụ như một người nào đó giúp đỡ chúng ta đi, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy với người đó như thế nào? Có từ bi với người đó, hiểu không? Nó vậy đó. Thì cái từ bi này đó là như thế nào? Có điều kiện. Tức là người đó giúp cho tôi, người đó bố thí cho tôi, người tôi có lòng thương tưởng đến người đó. Thì cái này đó, cái tâm từ nó quá tầm thường đi. Nó có điều kiện, nó quá tầm thường. Bởi vì nó còn cái sự ái trong đó, cái sự tham trong đó. Cho nên đây tôi sẽ gọi là tâm từ nó có điều kiện. Người đó lo lắng cho tôi, người đó giúp đỡ cho tôi, cho nên đó, tôi mới cảm thương người đó, cảm mến người đó. Tôi có lòng từ đến người đó. Đó là từ có điều kiện. Mà đa số thì đại đa số chúng ta mắc ở mức độ này, mà chúng ta tưởng là chúng ta có tâm từ. Nhưng mà tâm từ đó cũng có, nhưng mà cái level một chút xíu thôi. Nó không phải là mức độ mà tâm từ mà trong sạch, tâm từ cao thượng. Tại vì cái chúng sanh nó đáp ứng cho tôi, cho nên tôi có từ bi. Cho nên nó trong cái điều đó, đó nó hàm chứa cái tham trong đó, cái tham ái trong đó. Mình dính mắc cái người đó mình mới có từ bi với người đó. Cho nên nó hàm chứa cái tham. Mà hàm chứa cái tham thì tâm từ có trong sạch không? Không, không có trong sạch. Tâm từ không có trong sạch. Tâm từ còn phiền não, còn liên hệ với dục tham, thì tâm từ đó không có trong sạch. Cho nên cái từ bi đó, đó coi chừng nó ảnh hưởng, nó nguy hiểm lắm. Tại vì còn cái sự tham ái trong đó. Đây là sư gọi cái tâm từ đó là tâm từ giả. Một số người gọi là tâm từ giả, nhưng mà sư gọi tâm từ có điều kiện. Có điều kiện nó mới phát sanh cái tâm từ. Nhiều người lầm tưởng rất là nhiều. Thực sự rất là nhiều người mắc ở chỗ này. Tôi có từ bi với người đó, thực sự họ sẽ điều tra cho kỹ. Chẳng qua là người đó hỗ trợ, người đó có cái gì đó với mình mới từ bi. Cái này thì ở ngoài đời đó thường thấy, rất là thường thấy. Tại vì cái tâm từ này nè, nó luôn luôn nó đồng sanh với cái tham bên trong đó, nó ngầm bên trong đó rồi. Một khi có tham á, là sẽ có phát sanh cái gì? Có sân theo đó nữa. Nó vậy đó, có tham thì sẽ có sân theo. Tại vì cái muốn của mình đó, nó đâu có được như ý đâu, thì nó bực bội. Cho nên á, cái điều đó nó có sân thì không có gọi là tâm từ. Cho nên tâm từ này gọi là tâm từ có điều kiện, hay là gọi tâm từ giả tạo. Vậy đó. Tại vì bản chất của tâm từ á, nó là đối nghịch. Nó nghịch với cái gì? Á đồ xá, nó là nghịch với cái sân. Khi mà cái tâm từ thật nó sanh lên, nó là cái tâm đó nó vô sân. Nó cũng đồng sinh với một cái tâm thiện. Và nó cũng lấy đối tượng là tất cả chúng sanh. Nó không có ngoại trừ bất kỳ một chúng sanh nào cả. Bất kỳ chúng sanh nào nó cũng có một cái sự từ bi mát mẻ trong sạch, an lành đối với điều đó. Cho nên khi mà cái người mà có tâm từ thật sự đó, thì họ họ rất là mát mẻ. Họ thường là nguyện cho chúng sanh đó, tâm của tự, tức là không phải nguyện, tức bản chất của tâm từ nó vậy đó. Nó luôn luôn là muốn chúng sanh không có quan trái, không có khổ thân, khổ tâm. Muốn tất cả chúng sanh luôn bảo hộ, luôn được sự an lạc. Bản chất của người tâm từ luôn luôn có cái điều đó, có đặc tính đó. Cho nên khi mà chúng ta tu tập tâm từ á, chúng ta đừng có nên đọc rất là nhiều, không có hay. Chúng ta tắc ý một vài vấn đề thôi. Chẳng hạn quý vị, cái đầu tiên là phải nguyện. Đầu tiên tu tập tâm từ đó, mình phải tâm từ đối với mình trước. Mình mới, một khi mình có từ bi rồi, mình mới có thể trải tâm từ đến người khác. Nó cũng giống như là cái sự bố thí vậy quý vị. Chúng ta đó, chúng ta muốn bố thí thì chúng ta phải có gì? Phải có tài sản, có vật chất, có tiền bạc mới bố thí được chứ. Thì đối với tâm từ cũng vậy, muốn trải tâm từ đến người khác mà không có sao trải. Cho nên phải trải cho mình trước. Cho nên mình phải luyện tâm từ cho mình trước, mình phải trải tâm từ cho mình trước. Thì trải tâm từ cho mình trước bằng cách nào? Là thứ nhất là mình phải đây này ha, đơn giản thôi nha. Ví dụ như nguyện cho tôi đó, không có sân hận, không có quan trái,
mình dùng cái tâm tự mình đó, không sân hận quan trái, rồi nguyện cho tôi đó luôn luôn có sự bảo hộ, có sự bình an, có sự an lạc. Ngắn gọn vậy thôi, không có nên nhiều, nói nhiều quá tâm phóng dật, mình tông tập tâm từ không được, mình phát triển cái định tâm đó không được. Cho nên khi mà hành giả ngồi xuống, hành giả chỉ nguyện đơn giản thôi là nguyện cho tôi không có thoát khỏi cái sự thù hận, hoặc là có thể nói là nguyện cho tôi không có sự quan trái lẫn nhau cũng được, nguyện cho tôi không có sự thù hận, nguyện cho tôi có được sự bảo hộ, nguyện cho tôi được sự an lạc, nguyện cho tôi được sự bình yên. Đơn giản, càng ngắn càng tốt, bao nhiêu đó thôi. Tức là mình phát cái tâm từ nó bao phủ, tự động mình phát cái tâm từ đó cho chính mình. Thực sự đâu có ai thương mình bằng chính mình đâu. Cho nên mình thương chính mình là thương nhiều nhất. Thì mình mới phát cái tâm từ cho mình rất là dễ. Mình tự phát cái tâm từ cho mình. Tại vì á, bản thân ai cũng có một cái ngã trên đó. Thì mình có cái ngã mình phải, nhưng mà thường thường mình thương tự ngã mình đó. Cho nên mình phải phát triển tâm từ cho mình trước là vậy đó. Nhớ đơn giản những cái điều đó thôi nha, không có nên nói nhiều. Ví dụ mình mà đọc nhiều trong tâm quá đó, tâm sẽ không có yên được đâu quý vị. Tâm không yên được. Nguyện cho tôi thoát khỏi sự thù hận, nguyện cho tôi được bầu bảo hộ, nguyện cho tôi được sự an lạc, nguyện cho tôi được sự bình yên. Cho nên khi mà chúng ta có được, mà chúng ta liên tục nha, chánh niệm liên tục trên những cái tư duy đó nha, chứ không phải đơn thuần là chỉ đọc như vậy mà không có chánh niệm. Chánh niệm liên tục trên cái tư duy đó, dùng cái tâm áp đảo trong đây nè, dùng cái tâm liên tục quán ở trong đây. Cho nên cái vấn đề đây đó là muốn trải tâm từ đến người khác thì mình phải có tâm từ chính mình. Nên nhớ cái điều đó đó. Thì từ có tâm từ mình có thể trải cho người khác được. Xin lấy ví dụ như nãy đó, như một cái người mà người ta muốn cúng dường thì người ta phải có vật chất, nó không có những cái tịnh bệnh vật rồi mới cúng được, rồi mới bố thí được. Bố thí là trao tặng, tâm từ cũng vậy luôn, mình cũng đem cái lòng từ mình trao tặng cho người khác, mình rải đi người khác. Bố thí cũng vậy, mình lấy cái vật chất mà mình có được, mình bố thí cũng như vậy đó. Cho nên cái người mà muốn làm phước á, người ta cũng phải có cái điều kiện của người ta chứ, người ta mới làm phước được là vậy đó. Cho nên khi mà cái tâm của mình đó nó có thứ nhất là ngay cả trong cái sự bố thí, thứ nhất là có tắc ý, có tắc thiện tắc ý đến cái sự bố thí nè, rồi phải có vật thí sẵn sàng nè, rồi phải có người thọ dụng đó, thì dưới đó mình mới thành tựu cái phước bố thí. Rồi tâm từ cũng y như vậy thôi, tâm từ mình cũng phải có cái lòng từ của mình rồi mình mới thành tựu được cái tâm từ. Ngày xưa đó quý vị, Đức Phật chúng ta nó Bồ Tát á, ngài nói là ngài kể đó, khi mà còn là Bồ Tát đó, ngài nói có một cái kiếp nọ xa xôi trong quá khứ á, tại vì ngài nói trước đó những cái tiền kiếp á, ngài sanh ra đều là gia đình thấp kém không à, sanh vào gia đình thấp kém, lúc nào cũng khổ, sanh vào gia đình nghèo khổ. Trong nhiều kiếp, những cái thở ban đầu á, những thở còn sơ khai đó, ngài vậy đó, thì ngài nói đó có một cái kiếp nọ ngài hành tâm từ. Có một cái kiếp đó đó, từ đây là cái khoảng mốc, cái mốc thời gian đó đó, từ khi mà ngài thành tựu cái thiền tâm từ, định tâm từ đó, thì ngài nói đó, từ cái giai đoạn đó đó trở về cho đến khi thành chánh đẳng chánh giác, ngài nói ngài luôn luôn sanh ở trong địa vị cao quý không à. Ngài nói do nhờ lực cái tâm từ nó bảo hộ chúng ta, nó nâng đỡ chúng ta, cho nên cái tâm từ nó có một cái năng lực như vậy đó quý vị. Cho nên khi mà thành tựu tâm từ, ngài nói có một cái kiếp đó ngài thành tựu tâm từ, đắc định của tâm từ, ngài sanh lên. Tại vì bất cứ ai đắc tâm từ thì họ sanh về cõi phạm thiên, mà sanh lên trển không những cao quý hơn tất cả các phạm thiên khác nữa, do cái tâm từ nó nâng đỡ, quá lực của tâm từ nó nâng đỡ chúng sanh đó đi tái sanh, nó cao quý vô cùng. Thì từ khi mà hết của tuổi thọ trên cõi phạm thiên đó, rớt xuống cái cõi tiếp theo, ví dụ như sanh lên cõi tứ thiền, rớt xuống cõi tam thiền, từ cõi tam thiền á, hết tuổi thọ rớt xuống nhị thiền, ở nhị thiền hết tuổi thọ rớt xuống sơ thiền hết tuổi thọ rớt xuống loài người. Rớt xuống loài người đó vẫn cao quý, vẫn làm vua, sanh địa vị cao quý vô cùng, do cái tâm từ.
Thì từ cái đó đó ngài nói những cái kiếp đó là ngài luôn luôn sanh ra ở địa vị cao quý không à, cho đến ngài, cho đến khi thành chánh đẳng chánh giác lúc nào cũng ở trong địa vị cao quý. Cho nên cái mãnh lực của tâm từ nó nâng đỡ vậy cái gì, tại vì cái tâm từ là một khi nó không có tâm, nó có từ thì nó không có sân sang khởi, nó không có những cái phiền não khác sanh khởi. Cho nên cái tâm trong sạch lắm, tâm trong sạch thì sanh lại thế gian lúc nào ở địa vị rất là cao, sanh ra là ở địa vị cao, làm là làm vua, làm thái tử, làm ở những cái chức quan lớn do nhờ tâm từ hết đó. Cho nên vị nào chúng ta đó muốn cho chúng ta có những cái tương lai tốt, chúng ta phải ráng tu tâm từ thật sự luôn đó. Tại vì đối với ở thế gian này đó là cái năng lực của tâm từ là năng lực cao quý nhất, năng lực định của tâm từ là cao quý nhất. Mà con người có được là con người đó cũng bị cũng cao quý theo, nó ảnh hưởng của từ tâm nó nâng đỡ ở trong thế gian thôi nha, chứ trước xưa chưa có nói là ở giải thoát. Dĩ nhiên tâm giải thoát thì những cái tâm đạo tâm quả nó cao quý rồi, nhưng mà ở hiệp thế thế gian của chúng ta ở trong còn tam giới đó là cái tâm từ là tâm cao quý nhất đó. Tâm từ trong tam giới đó. Cho nên khi mà vị nào mà tu tập được tâm từ là vị đó đó sanh nhiều kiếp tương lai toàn là cao quý cả. Với lại ngài cũng kể có một cái kiếp nọ đó, ngài làm vua mà ngài cũng có đắc tâm từ nữa. Thì ở trong cái quốc độ của ngài đó, ngài không có chuyện gọi là bắt bớ chém đầu gì cả. Ngài làm vua mà ngài không có lệnh chém đầu, không có lệnh sát. Cho nên nó chính vì đó mà trong cái quốc độ của ngài đó nó xảy ra nào là trộm cướp rất là nhiều. Rồi cuối cùng bắt đem đến ngài không có xử chém. Do vậy mà trộm cướp nó càng nhiều. Vậy đó. Thì lúc bấy giờ đó đất nước nó cũng, ví dụ như những người mà người ta ăn trộm đó, đem đến ngài lấy tiền bạc ngài cho, lấy vàng bạc ngài cho, ngài nói đừng là lần sau đừng có ăn cắp ăn trộm nữa. Vậy đó, ngài không có phạt, không có dùng hình phạt, tại vì ngài làm vua mà ngài có được, ngài đắc được định tâm từ đó. Cho nên ngài thương đó, ngài thương tất cả chúng sanh, ngài thương tất cả thường dân của ngài. Chính vì đó đó mà ngoại bang á, các nước ngoài nó thấy vậy đó, nó muốn tấn công vào. Tại vì nó nghĩ ông vua này đó, nó ông vua này từ bi quá đi. Bắt đầu những từ từ nó lấn dần cái biên giới, nó lấn vô chút, lấn vô chút, ngài cũng nói thôi để cho cứ đừng có đánh họ. Các quan thần đó tấu trên ngài là phải chúng ta phải đánh thôi, để nếu không họ tấn công vô nước chúng ta. Ngài không cho. Thì bắt đầu nó lấn dần vô tới hoàng cung luôn, lấn vô tới kinh thành luôn. Ngài cũng không có cho tất cả các quan thành biểu bỏ vũ khí xuống, không có đánh. Thì cái quân đó đó, nó bắt đầu nó bắt hết toàn bộ quan quân, bắt hết, bắt ông vua luôn, nó bắt nó đem ra ngoài nghĩa địa, nó chôn xuống, nó đào hố nó chôn xuống còn cái cổ thôi, chôn hết tất cả các quan đại thần. Thì khi tới màn đêm xuống đó, bắt đầu tới khuya đó, có những con giả can, những con chó rừng á, nó đi ăn đêm. Thì có một con chó đó đi ăn đêm, nó vô tình đó, nó định lợi đến ngài đó. Cái nó lợi đến ngài, nó tưởng là thức ăn đây. Lúc đó thì ngài biết á, ngài biết cái ngài canh cho nó gần gần á, cái ngài cắn vô cổ nó một cái. Ngài cắn để cắn chặt cái cổ đó. Thì lúc đó đó, con chó đó nó quảng đi, hai chân nó bươi vậy nè. Nó bươi càng nhiều thì đất nó bung lên hết. Bung lên chẳng khác nào nó đào ngài lên vậy đó. Tại vì ngài cắn ngài không có buông, nó đào đất vậy, hai cái chân nó bươi nó bừng một hồi á, đất xung quanh bung hết trơn. Xong cái ngài thấy nó lỏng rồi, ngài đứng lên. Ngài đứng lên được rồi ngài tháo, ngài mới đầu ngài thoát ra. Ngài thoát ra xong cái ngài mới đi cứu những người khác, cứu hết tất cả các quan thần trong đó luôn, cứu hết toàn bộ. Thì khi đó đó có hai con dạ so, không lúc này ngài chưa cứu đâu, ngài vừa thoát ra rồi, có hai con dạ so đó nó đi đến, nó đi ăn xác người đó, xác chết. Thì lúc đó đó có một cái xác chết đó mà hai con dạ so nó giành nhau, thì nó giành nhau, tức là nó chia không có được điều đó, nó giành nhau. Thì bây giờ nó nói thôi, bây giờ
có ông vua ở đây nè, kêu ông chia đi. À, cái ông vua ông nói được rồi, cái ông vua ông lấy cái kiếm ông chẻ làm hai ngọt xớt à, nó chia đều ra hai đứa hai con nha, hai con già so nó ăn. Nó ăn xong thì nói ngài đó, có cần tôi giúp gì, chúng tôi giúp gì không? Thì ngài mới nói là bây giờ á, ta muốn vô hoàng cung, tại vì á, bên kia đức vua bên kia đã chiếm cái hoàng cung của chúng của ta rồi, bây giờ làm cái nào để đưa ta vô hoàng cung. Thì hai con già so này á, nó mới đưa ngài, dùng thần thông nó đưa ngài vô hoàng cung. Thì lúc đó đó ngài mặc hoàng bào hết trơn, còn ngài vô hoàng cung ngài cầm cái gươm đó. Lúc đó ông vua đó bên kia đó chiếm hoàng cung mà đang ngủ ngon lành, ngài vô ngài gõ gõ nè, cầm cái gươm ngài gõ gõ nè, dậy đi dậy đi. Thì ông vua đó ông tỉnh dậy, ông hánh hồn chưa, nói ủa sao ngài làm sao mà vô hoàng cung này được, trong khi đó quân lính của tôi đã bao vây hết rồi, gác khắp nơi chặt hết rồi, làm sao ngài có cách nào ngài vào đây được. Thì ông vua ông kể toàn bộ sự việc, Bồ Tát á kể hết toàn bộ cái gì đó. Thì ông vua này ông nói đúng là ngài là một vị mà có từ bi tâm từ đó, cho nên nó làm ảnh hưởng đến các giả so, các vị thần đó đều khiếp sợ, các vị thần cũng giúp ngài đó. Thì được từ đó đó ông vua đó ông quỳ xuống, ông xin trả hết toàn bộ đất quốc gia, rút về quân hết, do cái từ bi của ngài đó, mà ngài đắc tâm từ đó mà tính nổi mà ngài mà hành xử như vậy đó. Cuối cùng ngài phục hồi lại đất nước của ngài toàn bộ hết trơn đó. Thì cái quân kia, cái đám quân giặc nó đều nó rất là phục tùng ông vua này, và nó trả lại hết toàn bộ, nó không có xâm chiếm nữa. Nó cũng là một câu chuyện mà liên quan đến cái tâm từ đó quý vị. Tại vì trong Bồ Tát của chúng ta đó nhiều kiếp đó, ngài hành cái từ bi khủng khiếp. Có một lần nọ đó, ngài là một đạo sĩ ngài tu cái hạnh, ngài cũng đắc thiện tâm từ, rồi ngài tu cái hạnh gọi là hạnh không sân, kham nhẫn không sân. Thì lúc đó đó ngài đang ngồi trong khu rừng đang tu tập trong đó, thì có một ông vua đó cùng với cái đoàn tùy tùng các tỳ nữ đó đi theo đó rất là đông, đi dạo chơi trong khu rừng đó. Thì bỗng nhiên các loại cung nữ trong cung nè bao vây một vị Bồ Tát xung quanh vậy đó, quay quanh một vị Bồ Tát. Rồi ông vua ông thấy ông tức quá, ông hỏi ông làm nó gì đây vậy. Thì Bồ Tát cũng nói là tôi hành cái nhẫn nhục, tôi đang hành cái sự không có sân, không sân hận, hành nhẫn nhục không sân hận. Ông vua cũng ghét nha, ông lấy gươm chém cục cánh tay, ông nói ông có sân hận không? Bồ Tát nói không, tôi không có sân hận. Chém thêm cánh tay nữa, ông có sân hận không? Vậy đó. Ngài nói tôi đang hành nhẫn nhục, không có sân hận. Chém thêm một cái chân nữa, hỏi có sân hận không? Có nhẫn nhục không? Tôi vẫn không có sân hận, tôi vẫn nhẫn nhịn. Cuối cùng chém thêm cái chân nữa, không còn gì hết. Thì khi mà chém xong vậy đó, ông vua ông đi khỏi tầm mắt của Bồ Tát đó, bị đất rút xuống. Đất rút xuống chết luôn. Đất rút ông vua đó, thì lúc đó Bồ Tát cũng chết luôn. Tức là khi mà ông vua đi khỏi tầm mắt của Bồ Tát rồi đó, là tự nhiên đất nó sụp chỗ đó, cái chân của ông ở chỗ đó, ông đứng chỗ nào là đất tự nhiên nó sụp, nó rúng, nó hút ông vào địa ngục luôn. Tại vì một người mà cái tâm từ bi vô lượng đó, mà không có sân sanh khởi luôn. Cho nên cái người nào mà hại người đó đó là nghiệp trả liền tức khắc. Nó vậy đó quý vị. Cho nên đó, chúng ta đó quý vị nào đó, chúng ta cố cái hành cái hạnh mà nhẫn nhịn với lại cái hạnh mà không sân đó. Thì những người nào mà chọc phá chúng ta đừng có khởi lên cái sự sân, cũng đừng có khởi lên cái sự thù hận gì trên đó. Thì nghiệp nó trả cái người đó rất mạnh, trả liền. Nó vậy đó. Còn chúng ta mà phản ứng lên đó, thì cái tâm chúng ta lúc đó nó ô nhiễm rồi, thì người đó cái nghiệp nó trả yếu. nó trả yếu hơn. Người đó cũng có trả nghiệp nhưng mà nó yếu hơn. Cho nên đó, nó do đâu trả nghiệp mạnh hay là nhẹ, do đâu? Do cái tâm của chúng ta thanh tịnh. Chúng ta thanh tịnh càng nhiều đó, thì cái nghiệp trả người đó rất là mạnh. Nói ở đây đó, không phải chúng ta đó, chúng ta cố tình là chúng ta thanh tịnh. Thực sự chúng ta thanh tịnh vẫn là bản chất thanh tịnh, hiểu không? Nhưng mà tại vì do họ tạo nghiệp thì họ chịu thôi. Đối với các bậc thánh cũng vậy quý vị. Ví dụ như bậc thánh A-la-hán thì các ngài không còn phiền não. Nhưng mà phúc phạm đến một vị A-la-hán thì thôi, bị đắc rút liền.
chắc chắn luôn. Chứ bây giờ không lẽ cái bậc thanh tịnh đó bây giờ như thế nào, nó giống như cái đài gương trong sáng đó, bên ngoài mình cứ là mình cứ chọc hay là mình thấy quýt như thế nào đó, nó cũng thấy quýt mình lợi thôi. Y như vậy đó, đối với một vị mà tâm thanh tịnh cũng y như vậy luôn quý vị. Chúng ta làm thế nào để phản ứng là y như vậy luôn, nghiệp nó trả y như vậy. Như vậy đó. Cho nên mai mốt nha, ai chọc cho mình im đi, để cho trả nghiệp nặng chơi. Mốt ai chọc phá mình nha, mình cứ im đi nha. Nó giỡn vậy thôi. Thực sự bản chất tâm thanh tịnh vẫn là thanh tịnh, dù mà có cố như thế nào cũng là thanh tịnh thôi, hiểu không? Nó đùa vậy thôi. Nhưng mà đối với một cái người mà mình bất thiện, mình xúc phạm đến một người thanh tịnh thì mình bị nghiệp. Ví dụ như mình xúc phạm đến bậc Tu Đà Hoàn, bậc Tu Đà Hàm hay là A La Hàm, A La Hán, những vị là thánh rồi, phiền não nó đã suy yếu rồi, cái ngày thanh tịnh rồi, mình xúc phạm mình bị nghiệp thật. Ví dụ như đối với một người đắc thiền định đi, cái người đó không phải là đắc thánh, mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái tâm rất là thanh tịnh, mình xúc phạm cũng mang nghiệp rất là nặng vậy đó. Ví dụ có những người họ giới đức, họ trong sạch, tâm cũng thanh tịnh nữa, họ chưa có đắc định, thiền định cũng không có đắc, đạo quả cũng không có đắc, nhưng mà giới đức của họ trong sạch, mình xúc phạm cũng mình cũng bị nghiệp, trả nghiệp rất là nặng. Nó do cái sự mà tương phản với nhau, chứ không có ai làm hết trơn đó. Cho nên cái đó gọi là nghiệp hay gì đó. Cũng có một cái câu chuyện khác là có một lần đó, Bồ Tát chúng ta làm Long Dương đó, vậy sanh làm Long Dương. Long Dương là một con rắn á, khi mà xuống cái đó mình khó nói lắm. Con rồng giống như con rồng đó, khi mà xuống nước thì hóa thành cái người ở dưới Long Dương, nhưng mà khi lên bờ thì hóa thành một con rắn. Thì Bồ Tát đó đó, ngài Bồ Tát chúng ta đó, thời quá khứ ngài cũng thường giữ giới, trai giới. Những cái ngày bắt quan trai đó là ngài giữ 8 giới trong sạch, 8 giới hoặc 10 giới trong sạch. Ngài thay vì ở dưới Long Cung á thì tu rất là khó, tại vì ở dưới nó có nhiều cuộc chơi đủ thứ, cho nó không có được thanh tịnh. Ngài lên thế gian là ngài giữ giới, ngài đến một cái khu rừng hoặc là đến một gốc cây nào đó đó, ngài làm rắn mà, đến một cái hốc cây đó, chui vào đó, rồi ngài giữ 8 giới. Thì có một lần đó, ngài đi lên trên thế gian là ngài giữ giới đó, thì ngài bị những cái đứa trẻ trâu nó bắt, những đứa trẻ nó chơi, nó thấy con rắn nó bắt, nó lấy những cái cây nhọn nó đâm vô con rắn đó, ngài cũng không phản ứng luôn. Rồi nó trói lại, nó làm đủ, rồi nó kéo đi trên đường đủ thứ, ngài cũng không có phản ứng. Thực sự nếu mà ngài chỉ cần phản ứng thôi là chết liền, con người chúng ta chết liền, tại vì Long Vương có thần lực cái gì? Long Dương có thần lực, Long Dương có thần thông, tại vì cái là thần thông của Long Dương là thần thông gọi là thần thông theo chủng loại có thần thông. Tất cả là các Long Dương sanh ra họ chủng loại họ có thần thông. Ngay cả chư thiên hoặc là ngạo quỷ, họ sanh ra họ chủng loại họ có thần thông. Còn chúng ta muốn có thần thông là chúng ta phải đắc định, tức là nhập định rồi chúng ta mới vận thần thông được. Còn đối với họ không cần, bởi vì họ có cái phước đó, họ có chủng loại đó, họ vận thần thông rất là lanh lẹ. Nhưng mà đối với một người đắc thần thông, nó có oai lực mạnh hơn. Thì cái Long Vương đó, ngài do giữ giới cho nên đó, ngài không bao giờ giữ giới, không có sát sanh, rồi giữ giới không để tâm sân hận tham nhẫn đó, ngài không có hại những đứa trẻ này, tại vì ngài nói ngài quyết tâm giữ giới cho trong sạch. Nó vậy đó. Cho nên là khi mà chúng ta tu cái tâm từ cũng vậy đó, mà chúng ta không những là tu tập cái tâm từ, mà trong cái những cái từ cuộc sống, cái những cái giới đức, cái sự khâm nhẫn chúng ta phải tu nữa, chúng ta mới đắc được. Chứ không phải chúng ta chỉ tu tâm từ mà chúng ta không có hành những cái đó, những cái giới chúng ta không hành, những cái sự khâm nhẫn nhẫn nại chúng ta không hành thì cũng khó đắc đạo lắm, khó cái định tâm từ lắm, hiểu không? Cho nên cái tâm từ của chúng ta làm sao phát triển cái tâm từ chúng ta mọi lúc mọi nơi, đối với tất cả mọi loài, tất cả chúng sanh, thì dần dần chúng ta phối hợp với sự tu tập được, chúng ta mới đắc được. Cho nên khi mà quý vị hành tâm từ đó, thì trước tiên là mình phải phát triển cái tâm từ cho chính mình, rồi mình phải làm sao vượt qua những cái sự
cái sự phân biệt giữa bản thân và giữa cái người khác, để chúng ta mới vượt qua được cái chướng, cái rào cản đó. Thì lúc đó đó mới dễ có thể phát triển tâm từ cho mình được. Đôi khi chúng ta bị rào cản giữa cái người khác, giữa tình thương của người khác và tình thương của chúng ta chưa phân biệt được cái đó, chúng ta phát triển tâm từ chúng ta cũng khó lắm. Cho nên cái đầu tiên là phát triển tâm từ cho chính mình đó, làm sao phải phân biệt được giữa bản thân mình, bản thân người khác, rồi phải phát triển cái rào cản giữa mình và người khác, rồi phải làm sao phát triển được cái lòng từ cho chính mình. Với lại luôn luôn mình phải chánh niệm ở trên cái tư duy là nguyện cho tôi thoát khỏi sự thù hận, nguyện cho tôi á được sự bảo hộ, được sự an lạc hoặc là được sự bình an. Luôn luôn phải tư duy trên cái điều đó, mà tư duy trên một cái tâm thôi, dần dần cho mấy vị sẽ phát triển được cái tâm từ cho mấy vị. Cái thứ hai đó là phải phát triển tâm từ đến một cái người bạn hoặc là người thầy cũng được. Tại vì mức quan trọng tâm từ chúng ta phải qua nhiều cái bước lắm. Bước thứ nhất là phải tâm từ cho mình. Bước thứ nhì á, phải phát tâm từ cho một người bạn hoặc là một người thầy cũng được. Một người nào mà mình khả kính á, nhưng mà cái người đó là phải còn sống. Nếu nha, không có được trải cái tâm từ đến cái người chết, cũng không được trải cái tâm từ đến những người. Tại vì á, khi mà cái bước đầu tiên trong mình đọc cái bước thứ hai rất là quan trọng. Cái bước thứ hai đó là cái người đó mình phải có sự cung kính nè, mình phải có cái sự yêu thương thật sự đối với người đó, nhưng mà không có nhiễm ái người đó vậy đó. Rồi cái người, tức là cái người thứ hai ấy nha, cái người đầu tiên là cho mình, cái người bắt đầu, người thứ hai là người quan trọng vô cùng để khởi cái tâm từ mình có đi ra được hay không đó, có phát ra được hay không đó. Thì cái người đó là mình phải có tình thương thật sự đối với người đó, tình thương trong sạch trong sáng, mà lại phải là người cùng phái, không được phát triển cho người khác phái. Chúng ta phát triển ví dụ người khác phái đó là ái nó sẽ khởi, khó mà đắc được lên. Rồi cái người đó là phải còn sống, phải hội đủ những yếu tố đó. Tại vì thời Đức Phật có một vị tỳ kheo, không phải, có một vị cư sĩ đó, cư sĩ đi học cái thiện tâm từ về đó, thì vô tình có một cái vị kia hỏi là bây giờ mình phát triển tâm từ cho ai để phát khởi lên. Thì ông nói phát khởi cho người mình yêu thương nhất. Thì ông không hiểu cái sự yêu thương này là như thế nào. Ông nghĩ là vợ ông là người yêu ông yêu thương nhất đó. Khi mà cái về đó, cái ông mới tối, bữa tối đó, mà hai vợ chồng cách riêng với nhau, cách ra nhà để ông tu tâm từ đó. Thì ông lấy đó người vợ làm đối tượng, nó đào bà những canh đào canh hai canh ba, rồi ông phát triển cái tâm từ đó với người vợ. Mà càng phát triển tâm từ thì cái ái nó càng sanh lên. Nó vậy đó, tại vì cái người vợ là cái đối tượng mà ái nó khởi, cái từ tình yêu dính mắc ái khởi. Nhưng mà ông không biết cái điều đó, ông cứ phát triển, ông nghĩ là phát triển cái người mình thương nhất. Ai ngờ ông cứ trải cái tâm từ đến cái người vợ của ông liên tục, thì càng trải thì cái ái nó càng khởi, ái càng mạnh lên. Thì tới khuya ông chịu hết nổi rồi, ông chạy qua bây giờ luôn. Nó tâm hết tâm từ luôn. Cho nên chúng ta phải nhớ phát triển cái tâm từ không nên, chúng ta không nên phát triển với người khác phái, mà phải người cùng phái. Và người đó là chúng ta phải có sự cung kính, có sự yêu thương trong sạch, trong sáng thật sự. Cho nên chúng ta lấy cái vị thầy là tốt nhất, hiểu không? Hoặc là cái người mà anh em dòng họ chúng ta cũng được, chúng ta có sự tình yêu thương đó mà không á nhiễm cũng được, chứ không sao cả. Hoặc là có người bạn nào chúng ta có sự cung kính đó với người bạn đó, tôn trọng người bạn đó, tôn trọng cái tài năng đức độ người bạn đó, chúng ta lấy cái người bạn đó làm đối tượng, thì chúng ta khởi cái tâm từ đến. Tại vì từ tâm của mình có rồi, bắt đầu mình chạy đến người đó nó sẽ phát khởi ra. Nó cho nên cái người thứ hai, đối tượng thứ hai quan trọng lắm đó. Mà cái đối tượng thứ hai đó mà chúng ta chọn không đúng thì cái từ tâm chúng ta nó không có sanh lên được. Rồi cái tâm từ mà nó phát triển đến cái người thứ ba. Người thứ ba đó là cái người mà chúng ta không yêu không ghét. Tức là cái người đó chúng ta cũng không có tình yêu thương mà cũng không có ghét. Tại vì do cái người thứ hai chúng ta đó có một mức độ đó rồi, thì chúng ta thử thách đến một cái đối tượng đó, cái tượng gọi là nặng ký hơn, gọi là cái đối tượng không yêu không ghét. Cho nên thử cái tâm từ chúng ta có phát khởi hay không gì đó. Thì cái người không yêu không ghét có thể có nhiều người lắm, mấy vị có thể tùy theo
sư ví dụ như là cái những cái người mà mình không rõ gì cái đó đó, mình tại vì người đó mình không rõ, mình đâu có yêu có thương, coi mình phát triển cái tâm từ có khởi đến người đó hay không đó, thì nó khởi được thì mình sẽ giai đoạn thứ ba nó thành công. Tại vì người không bị thương ghét á, suy nghĩ có rất là nhiều người chúng ta không có thương cũng không có ghét, hiểu không, nhiều lắm. Bắt đầu tới cái người thứ tư á, chúng ta phải lấy cái người là người nào mà khó tính á, khó khăn á, hoặc là kẻ thù cũng được, nhưng mà thường thường nếu mà quý vị chưa thử thách được cái đại kẻ thù thì mới đừng nên đo hướng đến cái người kẻ thù, cái người khó tính thôi, cái người mà khó ưa thôi, thì chúng ta thử cái tâm từ chúng ta phát khởi đến người đó hay không. Chỉ nói lý thuyết thôi, một lát chỉ cái thực hành sao. Cho nên cái người thứ tư á, làm sao mới dị phát khởi cái từ bi đối với cái người mà chúng ta cảm thấy khó ưa khó chịu quá, và chúng ta cái từ bi chúng ta có chạy đến họ được hay không. Hoặc là quý vị có thể có đủ sức từ bi thì quý vị có thể hướng đến cái người mà kẻ thù luôn cũng được nữa, làm người thứ tư. Tại vì hai cái nền tảng đầu tiên nó đã có tự lực từ rồi, thì cái người thứ ba quý vị có thể thử thách mình hướng đến cái kẻ thù của mình coi, thì cái năng lực của chúng ta nó chạy tới được hay không. Thực sự khi mà cái tâm thanh tịnh của chúng ta hướng đi, nó đi thiệt đó, đi thật, nó chạy đến thật liền. Do chúng ta còn ô nhiễm cho nên nói cái từ tâm của chúng ta thấy nó mơ hồ quá. Thực sự đó, với người mà tâm thanh tịnh rồi đó, sử dụng cái tâm thanh tịnh nó đi liền như vậy, như ý luôn, cái tâm nó chạy đến người đó liền, nó chạy đi người đó, nó bao phủ người đó, bảo hộ người đó, tức là nguyện cho người đó đó được sự gì, được sự gọi là thoát khỏi sự thù hận nè, được sự bình yên, được sự bảo hộ, được sự an lạc, cũng như thế, hiểu không? Hồi nãy tới mình rồi bây giờ tới những người khác. Đó, mình hướng, mình dùng cái đối tượng của người đó đó, mình hướng cái từ tâm của mình đến. Ví dụ còn những người mà cái giai đoạn thứ tư này mình chưa thử thách được cái kẻ thù đó, thì mình có thể cái bước giai đoạn thứ năm mình sử dụng đối tượng đó là đối tượng kẻ thù của mình, đúng không? Mình có thể nhảy bước, mình thấy mình có khả năng thì mới áp dụng cho bước thứ tư. Còn cái bước thứ tư mình không có khả năng được thì mình áp dụng mình cái người không bị không ghét rồi ha. Bắt đầu bước qua bước thứ năm này là mình dùng cái người kẻ thù của mình, mình coi cái tâm từ của mình đó, coi có khỏi được không. Khi mà gặp là mình thấy cái hiềm hận của mình mà còn đến với người đó thì chưa đủ sức, mình phải trở lại cái bước thứ ba thứ tư, mình làm cho thuần thục đi, từ tâm mình nó mát lẹ mát mát trở lại rồi mình hướng đến kẻ thù. Nếu không thì mình không có đủ lực mình hướng đến thì nó không có tác dụng gì hết đó. Tại vì thường thường chúng ta tâm nó có sự hiềm hận đối với người đó. Nhưng mà một khi mà cái đồng tử chúng ta lắng xuống rồi, chúng ta thấy có sự dửng dưng đối với người đó thôi à. Nó vậy đó, có sự dửng dưng, nó không có thù hận nữa. Còn cái giai đoạn thứ tiếp theo đó là có thể là phát triển kẻ thù. Giai đoạn thứ năm đó là phát triển cho kẻ thù. Trong cái kẻ thù ở đây đó là tại vì á, có những người mà người ta không có thể chạy đến cái kẻ thù đó được á, mình làm sao phải phá vỡ cái rào cản. Đôi khi nó cũng có rào cản ngăn cách của đối với cái mùa mình, đối với kẻ thù. Mình thấy tâm không chảy được thì mình phải trở lại cái bước đầu, làm cho nó là luyện tập cho nó luôn luôn một cách liên tục. Rồi mình phải tư duy cái sự bình đẳng, mình phải tạo cho cái sự dửng dưng của đối với mình, đối với người kia không có còn ngăn cách nữa. Thì dần dần mình phá vỡ được cái sự rào cản, lúc đó cái lòng từ mình mới có thể hướng đến cái kẻ thù được. Thực sự có những người ta mà thanh tịnh đó, người ta có thể làm rất là nhanh. Có những người họ nhảy bước luôn. Có những người họ nhảy từ cái bước đầu sang cái bước thứ tư, thứ năm rất là nhanh. Nhưng còn quý vị mà cảm thấy mình không có đủ lực, mình bị rào cản đó, nó cái tâm mình không đi được đó, thì mình phải trở lại ban đầu, trở lại cái bước đầu. Không phải cái bước đầu mà cái bước trước đó mình phải trở lại cái bước đó. Cho nên là mình mà một mỗi một bước gì đó mà mình không thành, mà không làm được thì cái bước thứ hai nó không có tiến bộ được đâu. Bước thứ hai không là không mà không được mỹ mãn, bước thứ ba nó không phát triển được. Cho nên khi mà đối với một cái kẻ thù mà mình đã phá được rào cản đến cái kẻ thù được rồi đó, thì bắt đầu mình đến thì mình mới mở ra cho tất cả chúng sanh là không có còn mà ngăn cản bởi chúng sanh này, phân biệt chúng sanh này, chúng sanh kia. Tức là tất cả chúng sanh phải có sự đồng đẳng, phải có sự gọi là bình đẳng lẫn nhau, luôn luôn phải có cái tư duy đó, thì lực từ của mình nó sẽ thấm hết tất cả chúng sanh.
những cái này đó mình phải có cái lòng rộng lượng lắm mình mới tu tập được, nếu không rất là khó. Đi chạy đến tất cả chúng sanh là người đó, người mình phải có cái sự bình đẳng, đồng đẳng, bình cư xử bình đẳng với nhau, với tất cả chúng sanh, thì cái lòng, cái từ mình nó mới đi được. Có một trường hợp phát triển tâm từ như thế này nè, trường hợp mà cái người đắc sơ thiền anapana đi, rồi lên tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lên tới tứ thiền anapana, rồi bắt đầu tu tập cái đề mục kasina đất, hoặc là kasina nào cũng được trên đó, kasina đỏ vàng trắng gì cũng được, hoặc là kasina đất hay kasina nước hay là kasina lửa cũng được, nhưng mà nó tốt hơn chúng ta lấy kasina đất tu trước. Lấy cái kasina đất này nè, mình tu tập để mình đắc lên cái sơ thiền của kasina đất. Đắc lên tức là mình lấy cái đắc sét đó, đắc sét mà nó không có bụi bặm gì trơn nha, đánh sét tinh khiết của đắc sét. Mình có thể nắn tạo thành một cái đĩa, giống như một cái đĩa tròn vậy nè, mình treo trước mặt mình khoảng một tầm tay thôi, một tầm tay vậy nè. Đó, rồi mình nhìn với điều kiện là mình đắc các tầng thiền rồi nha, đắc lên tới tứ thiền rồi đó. Bắt đầu mình qua một cái bước gọi là tu tập để một kasina đất. Đặt cái đất trước mặt này nè, mình mới có thể mình nhìn cái đất đó, rồi mình niệm đất và rồi niệm bát thái vi đất gì đó, mình niệm tiếng Việt cũng được, hoặc niệm tiếng Bali cũng được, đất liên tục, rồi mình nhắm lại coi mình thấy đất nó hiện đây chưa, cái casino đó, cái tướng của đất đó nó hiện đây chưa, trước mặt này chưa. Nếu mà nó chưa hiện thì mình mở mắt ra, mình nhìn vô cái tướng đất đó, mình đừng có để tâm đâu hết trơn, tâm tập trung đó, đất. Thực sự đối với một người mà đắc lên tứ thiền rồi đó, họ tu tập cái này rất là dễ, tại vì họ không có bị cắt phiền não, họ không có bị những tâm phóng dật, những cái tưởng khác. Cho nên họ nhìn cái đắc đó một cái là tự nhiên họ nhắm mắt lại là xuất hiện đắc liền, có định sẵn, nó dễ dàng lắm. Cái ánh tướng nó dễ dàng xuất hiện đây nè. Rồi bắt đầu họ niệm cái đắc đó, họ lấy đắc làm đối tượng. Dần dần họ tu tập niệm đắc dần dần cái sự tập trung của nó rõ, nó trong sạch rồi nè. Cái được là cái tướng đất ở trong đây, cái nếp tá của đất đó, nó giống y như bên ngoài luôn, nó xuất hiện ở trong tâm, vì đó thấy rất là rõ. Vì đó cứ niệm đất, tâm nó trong sạch dần dần, cái tướng đất nó gần gần, nó kháng khích với cái tâm niệm đó, nó nhập vào cái tướng đất đó. Thì lúc đó cái vị đó đắc sơ thiền về kasina đất, cũng có năm chi tầm tứ hỷ lạc định đầy đủ, năm chi thiền. Khi mà hành giả nhập vào sơ định của ấn tướng đất, làm sao mình phải thuần thục cái sơ thiền, cái kasina đất đi, thường thuộc mỹ mãn xong rồi, bắt đầu mình có thể tu tập tâm từ. Trong cái tâm từ kasina đất đó, mình mở rộng ra, mình mở rộng một hướng rồi, một hướng là nguyện cho chúng sanh trước mặt mình nè. Thay vì mình đừng có nguyện hướng đông hướng tây giống như trong kinh, tại vì á mình tu tập mình làm cho nó dễ nhớ dễ hiểu, là mình lấy cái trước mặt mình nè, nguyện cho chúng sanh cho trước mặt tôi đó, trước mặt tôi được thoát khỏi sự thù hận, tức là không có sự thù hận, được sự bảo hộ, được sự bình yên, được sự an lạc, được sự bình yên vậy thôi, đơn giản thôi. Thì từ trong cái thiền, sơ thiền luôn, phát triển cái mà mở rộng cái tướng đất ra, mở rộng kasina ra, với cái tư duy là nguyện cho chúng sanh ở hướng này đó, hướng trước mặt mình là hướng này nè, mình phải tư duy hướng trước mặt đó. Thì kasina bắt đầu nó cái kasina nó giãn mở và giãn nở ra, cái năng lực từ nó phối hợp trong đó, nó mở ra. Một khi nó mở ra rồi, bắt đầu mới gì mới nguyện cho hướng này dần dần, chứ không cần thiết phải là hướng đông hướng tây hướng nam bắc, không cần, tại vì mình đang thiền rồi, mình không cần định hướng, mình chỉ cần định theo cái đồng hồ đi, hiểu không, thì rất là dễ, mình không có bị gọi là lộn xộn trong đó. Hướng này xong, hướng trước mặt xong, bắt đầu hướng tới bên phải, hoặc là hướng giữa chỗ này, giữa trước và phải, hoặc là bắt đầu tới hướng bên phải, hướng bên phải rồi hướng sau lưng, rồi tới hướng bên phía sau lưng bên này, rồi hướng bên trái. Khi mà mình làm xong rồi đó, tức là mình đã trải ra phía trước, nó cái đất nó đi nó mở rộng ra, cái kasina đất bên trong, cái tướng đất của mình nhập định nó rộng ra, tại vì trạng thái trong sạch đó mình tắt ý, nó mở rộng cái từ bi trong đó luôn. Cho nên đó, thì nó mở rộng ra vậy đó, mình đi giáp một vòng rồi đó, giáp một vòng đây rồi, mình thấy cái lực từ của mình nó rộng mà nó bao phủ một vòng rồi đó. Thì bắt đầu tới phiên mình hướng trên hướng dưới thì cái lực từ của mình nó tròn, nó phủ khắp cái vòng rộng mênh mông rồi đó. Sau đó bắt đầu mình nguyện cho tất cả chúng sanh thì nó mở rộng ra nữa, nó mở rộng ra cả vũ trụ luôn, cái tướng đất này mở rộng ra cả vũ trụ mà nó trở thành cái tâm từ trong đó.
ngay lúc đó là tại vì nó trong đó nó không có phiền não mà nó khó, mà mình luyện cái tâm từ nữa thì nó thành tựu cái tâm từ rất là oai lực, tắt vào sơ định của thiền tâm từ luôn, cũng từ kasina đắc, kasina đó mà ra. Đây là đắc từ kasina đó, nghe thấy khó quá chắc không muốn tu luôn ha. Không, bây giờ có cách khác, ai không tu đều được cách này, có cách khác để tu, lát nữa sư chỉ. Nghe cách này thấy chanh chua vậy. Cái cách này đó là sư chỉ cho những người có duyên tu các thiền đó, hiểu không? Còn những người không có duyên thì lát sư chỉ sao, còn một cách nữa dễ hơn. Nhưng mà dễ đó với người ba la mật nhiều kìa. Mình làm sao cho cái từ từ mình nó biến mãn rộng lớn, biến mãn. Khi mà cái tâm từ của mình đó, nó mở rộng cho tất cả chúng sanh đó, thì nó có một cái khối tròn nó mở rộng ra cả vũ trụ luôn. Nó khắp vũ trụ, nó chùm vũ trụ mà nó yên bề một bờ trong đó với lực từ bi. Đây là cái cách mà nó không cần phải qua hạng người thứ nhất, hạng người thứ hai gì hết á. Hồi nãy xin nói hạng người thứ nhất, hạng người thứ hai là trường hợp dành cho những người mà không có đắc các tầng thiền, hiểu không? Mình tu trực tiếp cho tâm từ luôn. Còn cái như nãy đó, như chị chỉ hồi nãy thông qua kasina đó, là mình không cần phải hạng người này hạng người kia, không cần. Bởi vì mình có định sẵn rồi, mình chỉ mở cái định thôi, với tư duy cái từ tâm của mình mở ra thôi, thì cái từ tâm nó thành cái từ tâm. Đó là dành cho những người mà có duyên đối với các thiền cha ná, các thiền định, hoặc là đối với những người mà có duyên đối với các kasina đất nè, kasina lửa, hoặc là những ai kasina trắng, hoặc là kasina màu vàng, kasina màu xanh, tùy theo. Đây là dành cho những người có duyên bên đó, sẵn cái nền tảng của định, người ta phát triển cái từ trong đó luôn. Mà thực sự bản chất cái người đắc định trong lúc nào cũng có từ tâm luôn, tại vì họ đắc định đó, trạng thái ly dục, ly bất thiện pháp do định sanh, nó không có sân trong đó, cho nên phát triển cái tâm từ rất là dễ. Nhưng mà trong các thiền anamana đó, phát triển từ tâm nó hơi khó, cho nên ở trong các thiền kasina đó, tại vì kasina mình có thể mở rộng cái kasina nó vô tận luôn. Tại vì bản chất của tự nhiên á, ví dụ như bản chất của tự nhiên đất á, đất này là đất mẹ, nó vũ trụ nó bao la luôn quý vị. Gió cũng vậy luôn, trong vũ trụ này bao la khắp nơi là gió, cho nên mình cái kasina mình có thể rộng mở vô tận. Lửa cũng vậy luôn, trong vũ trụ này lửa nó có thể nó vô tận khắp nơi luôn, chùm khắp vũ trụ này. Đất nước lửa gió màu trắng, hoặc là màu trắng, hoặc là những cái màu cụ màu gọi là màu chủ thể, như là màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Ai có duyên tu ở đó thì chúng ta phát triển cái từ tâm từ trong đó. Thì khi mà mình phát triển có từ tâm vậy đó, mình muốn lên á, mình muốn lên nhị thiền á, mình cũng bắt đầu mình trở lại cái kasina ban đầu, mình trở lại kasina của đất, rồi mình nhập vào kasina đất, rồi mình bỏ được cái chi tầm á, mình cố gắng mình loại cái chi tầm ra có được không, mình xuất ra khỏi rồi mình loại cái chi tầm, mình nhán vô cái chi tứ thôi, mình bắt cái chi tứ thôi cho vững thôi, thì nhập vô cái nhị thiền của kasina đất, nó có tứ hỷ lạc định. Tại vì trong các kasina đó có những người đó, người ta tu tập lên tới ngũ thiền, có những người tu tập lên tới tứ thiền thôi, tùy theo mỗi người. Tại vì do đâu, do cái ban đầu đó họ đoạn được hai cái chi tầm tứ. Ví dụ có những người họ đoạn từng chi đó, thì tiền thiền thứ hai là còn tứ, thiền thứ hai còn tứ, và thiền thứ ba, thiền thứ hai họ đoạn được cái tứ thì họ lên thiền thứ ba còn hỷ, thiền thứ ba họ đoạn cái hỷ luôn lên thiền thứ tư còn lạc, mà họ thiền thứ tư họ đạn lạc lên thiền thứ năm. Nhưng mà có một người thông minh hơn, từ cái thần thiền thứ hai xuất ra khỏi rồi bắt đầu họ đoạn luôn cả tầm tứ, họ nhảy lên sơ nhị thiền, gọi là chỉ có hỷ thôi, hỷ lạc định trong cái nhị thiền. Đây là những người mà họ có cái gọi là khôn ngoan hơn, khéo léo hơn, họ làm được, họ đoạn hai chi một cùng một lúc, trong lúc từ sơ thiền để nhảy lên nhị thiền. Khi mà lên nhị thiền thì bắt đầu mình cũng phát triển, tại vì lên nhị thiền đó, trong trường hợp mà không có hỷ thôi nha, trường hợp cho cái hỷ đoạn cái tầm tứ rồi thì còn có hỷ thôi, hỷ lạc định. Thì trong cái hỷ này nè, mình tu tập cái hỷ trong đó, đối với chúng sanh, đối với tất cả chúng sanh, tức là mình lấy mình hướng cho mình chia cái hỷ của mình. Tại vì trong ở sơ nhị thiền á, là trạng thái hỷ nó rõ lắm, hỷ nó rất là rõ, thì mình dùng cái hỷ này mình hướng cho chúng sanh phía trước mặt mình nè, thì cái hỷ nó tràn khắp lên, cho nên mình đắc lên cái vô lượng hỷ đó. Vô lượng hỷ cũng giống như cái phương pháp đoạn đầu, từ hướng này vào tới hướng sau,
phải hướng trên hướng dưới, thì mình đạt được cái vô lượng hỷ đó. Cái đầu tiên sơ thiền gọi là vô lượng tâm nha, tâm vô lượng. Thiền thứ hai hỷ vô lượng. Cái thiền thứ ba đó lạc, lạc đó có sự bi trong đó. Cái thiền thứ hai là bi, không, cái thiền thứ hai là ví dụ tùy theo mình. Ví dụ cái thiền thứ hai quý vị là có hỷ thì mình phát triển hỷ, còn mình không có hỷ thì mình phát triển cái đối với một người đó thường là ví dụ mình lên thiền thứ ba mình phát triển, cũng phát triển cái lạc đi. Cái lạc thì mình có thể mở cái lạc đó ra thì nó cũng lạc vô lượng. Lạc vô lượng ở đây đó là cái tình thương trong đó nó vô lượng. Cái thiền thứ tư đó có thể là xả, mình cũng phát triển giống như những cái lần trước rồi đó, xả vô lượng. Thì mình đắc được, mình thành tựu cá si ná rồi đó, mình phát triển tâm từ song song với đó, mình cũng đạt được tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả song song với đó. Tại vì mỗi trong cái tầng thiền nó có sự tương ưng của cái trạng thái của tứ vô lượng tâm, nhưng mà chúng ta không có phát triển nó ra được thôi. Mà chúng ta dùng cái cá si ná đó, chúng ta mở cá si ná ra thì tâm từ tâm nó rộng lớn ra. Mà chỉ phải tư duy tác ý nữa thì cái từ nó mới sanh khởi. Trường hợp này đó dành cho những người có duyên về tu tập casino. Còn nếu mà chúng ta không có duyên thì chúng ta cũng có thể tu tập từ ban đầu. Bây giờ sư sẽ chỉ như thế này nè. Đối với chúng tất cả mọi người thì không có duyên đối với thiền chỉ samatha cũng như các casino, thì chúng ta đầu tiên bắt đầu chúng ta phải lấy chúng ta làm đối tượng. Chúng ta nguyện là nguyện cho tôi không có sân hận, tức là thoát khỏi sự sân hận đó, không có sân hận. Nguyện cho tôi được sự bảo hộ, được sự bình an, được sự an lạc. Đó, bởi vì chánh niệm ở trên cái tư duy đó, giữ cái tâm trong sạch thôi. Giữ một cái tâm duy nhất nha, tâm trong sạch, giữ trên cái tâm đó thôi. Cái gì không có cần bắt trên thân thọ tâm pháp gì trên. Cái này chúng ta tu tâm nha, tu bằng tâm từ. Thì quý vị giữ cái tâm trong sạch, một cái tâm duy nhất, tâm rỗng không. Nhớ cái tâm rỗng không. Nó lờ đi sắc, thanh, hương, vị, xúc, lờ hết. Chúng ta lờ thọ tưởng, hành thức, lờ hết mọi thứ. Cảm thọ phiêu ly về bên trong, nó bỏ hết luôn đi. Chúng ta chỉ biết một cái tâm trong sạch của chúng ta thôi. Chỉ biết một cái tâm rỗng không chúng ta thôi. Giữ một cái trạng thái tâm, một trạng thái tâm duy nhất. Giữ cái trạng thái đó liên tục, chánh niệm trên cái trạng thái đó. Với cái tư tưởng là nguyện cho tôi thoát khỏi sân hận, hoặc là nguyện cho tôi không có sân hận, nguyện cho tôi không có sân hận, nguyện cho tôi được bự bảo hộ, được sự bình an, được sự an lạc. Giữ một cái tâm rỗng không mà đặt cái chánh niệm với cái nguyện tâm trong đó nha, liên tục nhất tâm mình nè, thì dần dần cái tâm của mình nó trong sạch, thật luôn đó. Nó trong sạch là mình thấy trong sạch, mà nó thấy bảo hộ cho bản thân. Mình thấy toàn bộ nó cũng đã bảo hộ cho toàn thân tâm mà trong sạch. Mà mình luôn luôn giữ cái tư duy đó liên tục nha. Chánh niệm của mình là trên đó đó, hiểu không? Chánh niệm trên cái gì? Tôi có sự vô sân, vì cho tôi được sự bảo hộ. Vô sân là thoát khỏi sự sân hận đó. Vì cho tôi vô sân, vì cho tôi thoát khỏi sự sân hận nè. Vì cho tôi được sự bảo hộ, được sự bình an, được sự an lạc. Chánh niệm trên cái tư duy đó thôi. Mà trong cái tâm, một cái trạng thái tâm, một trạng thái tâm rỗng không, liên tục dần dần quý vị đó có được cái sự cái trong sạch đó, có được nó hiện hữu, nó bảo hộ quý vị nè, trong sạch nè. Còn tiến trình này muốn đào luyện không phải dễ một sớm một chiều đâu, rất là lâu dài. Những ai tu tập Vipassana lên tới những cái trạng thái lạc, trạng thái định có đó, quý vị bắt đầu tu cái này rất là dễ. Còn những người nào mà chưa có pháp tốt trong Vipassana, tu tập tâm từ cũng rất là khó. Cũng được đi, nhưng mà không có thành tựu cái đúng nghĩa của tâm từ. Hiểu không? Chúng ta có thể tu tập bình thường thôi, nhưng mà nó không phải là đúng nghĩa từ tâm. Đúng nghĩa từ tâm là những người mà có trạng thái ly dục rồi, có hỷ, có lạc, có định cho lên đó. Chúng ta tu tập từ tâm nó phát triển lên. Những người chưa đúng nghĩa của ly dục thì mấy vị có thể là giống như tụng kinh đại a thôi, nguyện cho tôi vậy, nhưng mà không có tác dụng gì chơi cũng như không, tại vì tâm không có trong sạch, nó cũng không có thành tựu được từ tâm. Cho nên khi mà những hành giả nào có cái căn cơ tốt, của định tốt, của thanh tịnh bên trong tốt, và chúng ta tu tập cái tâm từ sẽ phát triển lên.
khi mà hành giả thấy toàn bộ có một cái năng lượng tâm trong sạch nhẹ nhàng nó bảo hộ chúng ta rồi đó, thì quý vị biết đây là cái bước đầu chúng ta thành công. Còn chưa đừng có nhảy bước nha, nó vậy đó, chưa đạt được cái đó chúng ta nhảy bước cũng không có được cái gì hết trơn á. Cũng giống như chúng ta muốn lên lầu mà chúng ta cái tầng trệt mà chúng ta làm chưa xong mà đòi xây lên, không có tác dụng đâu, sụp đổ liền. Nấc thang đầu tiên chưa bước mà nhảy lên nấc thang thứ hai là có chừng chật chân á, nó vậy đó. Cho nên nó cái bước đầu làm cho chúng ta cho nó ổn đi, làm cho nó nào vững bước đó, thấy cái sự bảo hộ nhẹ nhàng trong tâm, mà giữ một cái tâm thôi, không cần giữ nhiều cái tâm. Tại vì chúng ta tu tập samatha mà, tu tập định mà, đâu phải tu tập tuệ đâu. Tu tập định, hiểu không? Cái này là tu tập định chứ không phải tu tập tuệ, nó khác hoàn toàn với vipassana, không cái này không phải vipassana. Giữ một cái tâm duy nhất, nguyện cho tôi cứ liên tục cái ngày này qua ngày kia, lúc nào rảnh rỗi tu tập gì. Nên nhớ mà phải tư duy cái tâm rỗng không. Cái tâm không có sắc thanh, không có xúc thọ tưởng hành thức chi phối. Nhớ âm thanh gì mới vậy, lờ là lờ hết đi, nghe gì lờ, cảm giác cảm thọ lờ hết. Lờ hết mọi thứ, giữ cái tâm rỗng không thôi, niệm vào cái tâm đó, giữ cái tâm đó liên tục giữ và niệm sẽ thành tựu. Thành tựu thấy bảo hộ rồi bắt đầu. Bước thứ hai mới vậy á, phải chọn một cái người mà mình kính trọng. Nếu mà người đó không có người kính trọng thì mình chọn cái người mà mình đó có sự gọi là thân thiết nhưng mà không có ái nhiễm. Lấy một người bạn thân, một người bạn mà mình kính nể người bạn đó đó, kính nể về đức độ của người đó, kính nể về cái tài năng của người đó, mình không có bị ái nhiễm với người đó. Người bạn nam, nếu mà mình là người nam, còn người nữ thì mình lấy người nữ. Đối tượng thứ hai đó quan trọng lắm đó, không nên lấy đối tượng người chết nha. Thời Đức Phật có một cái vị đó, đầu tiên á, ông cũng lấy vị thầy, tại vì ông cung kính, ông kính trọng cái vị thầy ông lắm, vị tỳ kheo đó. Ông cũng tu tập, ông đắc vô tâm từ. Thì mấy lần sau ông tu tập tâm từ cũng là trở lại đi, mà ông không đắc, cũng vị thầy nữa. Ông nói sao kỳ, lần này mà mình không thành tựu được tâm từ, mà tâm mình đâu có ô nhiễm, đâu có gì đâu mà không thành tựu. Thì ông hỏi cái người chỉ dạy ông đó, ông nói bây giờ sao mà lúc đầu tôi hướng đến cái vị thầy của tôi mà tôi thành tựu tâm từ mà bây giờ tôi làm không được. Thì vị thầy mới nói nè, vị thầy dạy cái tu tập đó, mới hỏi là cái thầy của ông đó còn sống không. Thì cái vị này mới đi tìm, mới trở về quê con tìm vị thầy của mình đó, mới biết là vị thầy của mình đã chết lâu rồi, cho nên không có đắc được tâm từ. Vậy đó. Cho nên cái đối tượng thứ hai đó là cái người mà cùng phái nè, không có khác phái. Khác phái sẽ ái nhiễm. Cùng phái là phải có sự cung kính nè, có cái trong sạch tình cảm, tình thương trong đó, thì định lực tâm từ nó mới hướng đến người đó được. Bằng không nó không bắt được. Cho nên cái người thứ hai, chẳng hạn như mình chọn một cái người nào đó, thì người thầy hoặc là người bạn gì đó là thân thiết, bắt đầu mình thấy tâm mình thanh tịnh rồi, bắt đầu mình tác ý cái năng lượng nhẹ của mình, năng lượng mà thuần khiết của mình hướng đến cái điều đó liền. Bây giờ mình biết cái người đó ở hướng nào, mình biết hiện tại không có mặt ở đây, bây giờ mình biết cái người đó hiện đang ở hướng này đi, thì mình ngồi xoay qua cái hướng này, hiểu không? Xoay qua hướng này để mình chạy hướng người đó. Nếu mà cái người đó gần đây mình biết thì mình hướng cái mặt gần người đó. Còn người đó đó ở xa đó, mình biết cái người đó đang ở hướng nam hay hướng bắc gì đó, thì cái mặt của mình hướng về hướng đó đi. Bắt đầu mình chạy, mình có được cái nền tảng thứ nhất, mình nền tảng thứ hai là cái người thứ hai là mình người cung kính, mình chạy cái năng lượng của mình đến cái người đó, phía trước mặt mình đến người đó trong tâm đó. Thì mình thấy cái năng lượng, nếu mà mình thanh tịnh nha, mình thấy cái năng lượng trong sạch nó đi đến người đó, nó đi đến, nó kết nối với người đó, kết nối thật đó. Tại vì tâm không có phiền não, tâm thanh tịnh mới gì vận dụng nó được. Còn tâm ô nhiễm không có vận dụng được. Cho nên cái tâm mình nó trong sạch nè, không có sân hận trong đây, không có rung động sân hận hết trơn. Mình chải cái tâm đi, cái tâm nó hướng đến, nó bắt người đó, nó phủ người đó, nó bảo hộ người đó, là nguyện cho cái người đó đó tên gì không biết, mình tìm mỗi người nha, người đó tên gì đó mình nói nguyện cho người đó, mình đọc cái tên thẳng luôn. Nếu mà người bạn của mình mà mình nhớ tên, mà mình đọc cái người đó tên cho nó ra, nguyện cho người đó đó được sự không có sự thù hận nè, được sự bảo hộ nè, được sự an lạc, được sự bình yên. Thì nó kết nối có một cái năng lượng, nó kết nối liên tiếp với nhau nè. Mình giữ cái chánh niệm lên đó, nó kết nối rất là vững. Vững rồi bắt đầu mình mở ra.
mình mở ra phía bên này là cũng nguyện cho người đó đó, nhưng mà mở cái tâm của mình ra. Còn mà mình nếu mà mình không mở được đó thì mình cứ cứ kết nối với người đó đi, mình qua cái người thứ hai, hiểu không? Cho nên cái mở ra nó tùy theo mỗi người. Mình mở ra không được thì mình thấy nó không có khó đó. Thực sự cái bước đầu mình đã thanh tịnh rồi, bước thứ hai mình hướng đến được mình sẽ mở ra được chắc chắn luôn. Còn trừ khi mà bước đầu mình không thanh tịnh mà bước thứ hai mình mở không được thì mình hướng tới không được thì mình mở ra bên phải cũng không được luôn. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh nó kết nối người đó được rồi, mấy vị tắc ý cái năng lượng nó chảy bên này, nó ra. Đây là cách tu tắc. Còn người bằng làm không được thì chúng ta phát triển cái người thứ hai, là cái người giống như là người mình, cái người thứ hai chúng ta, cái người mà chúng ta, người thứ ba đó. Người thứ ba là người không bi không ghét đó, cũng có lực đối với cái người ban đầu đó, nó có lực rồi thì chúng ta hướng đến cái người thứ hai, chúng ta không bi không ghét. Người đó chỗ nào chúng ta không biết thì chúng ta bây giờ chúng ta mở ra đi, hướng đến người đó không bi không ghét, mở ra cái nó chạy nó cái năng lực từ mình nó đi qua hướng bên phải, rồi chúng ta cũng nghĩ đến cái người đó. Chúng ta tại vì người không bi không ghét rất là nhiều, tới khi những người trong đây rất là nhiều vậy đó, cái mình chảy ra người xung quanh đây, xung quanh hướng bên phải, rồi người xung quanh đây phía sau, người xung quanh bên này phía bên trái, người xung quanh đây phía trước, nó đi giáp một vòng rồi. Thực sự cái tâm mình mà thanh tịnh mình kéo ra được, mình mở ra được. Còn tâm mình không thanh tịnh không có mở ra được. Mình cảm thấy kéo ở đây nó khó quá là tâm mình không có thanh tịnh đó. Còn khi mà quý vị thấy kéo bên này rất là dễ dàng, nó nhu nhuyến, nó nhẹ nhàng, nó nhẹ vô cùng luôn, thì biết tâm mình thanh tịnh. Kéo qua hưng bên phải, kéo theo kim chỉ cái đồng hồ á, bên phải rồi phía sau, rồi phía bên trái, rồi phía trước mặt, nhu nhuyến là sẽ làm được. Tâm nhu nhuyến thì khi ghép một vòng rồi bắt đầu cái gì đó hướng trên hướng dưới, cũng là những người mà không có thương không ghét, tất cả mọi người không thương không ghét trong phạm vi một cái phạm vi rộng xung quanh đây thôi, hoặc là phạm vi cái người đó ở xa thì mình cũng bắt cái phạm vi vậy đó. Phạm vi ví dụ người đó ở xa trong cái tỉnh nào đó thì nó cũng nằm trong cái phạm vi một tỉnh vậy đó, nó rộng vậy đó, thì nó phủ trên dưới đầy đủ rồi. Bắt đầu ấy, thực sự cái bước thứ hai được rồi, bước thứ ba mình có thể hướng đến cái kẻ thù được luôn, rất là dễ. Mình thấy mình thử sức nguyện cho kẻ thù, mình nhảy bước cũng được nữa. Mẹn kẻ thù coi mình có khởi khó chịu không, có bực tức trong đó không. Không có thì bắt đầu mình cũng nguyện cho kẻ thù trong đây, cũng có một ảnh hưởng trong đây luôn, nguyên một cái dòng. Lúc đó là mình dùng cái tâm chảy nguyên một vòng xung quanh nó liên tục nha, chánh niệm liên tục quét một vòng này rộng lớn vậy đó, là hàm chứa kẻ thù trong đó luôn, thì nó không có khởi lên một cái sân hận nào hết trơn đó. Tức là nó phá mọi rào cản rồi, nó thanh tịnh, nó phá mọi rào cản đó, nó trôi chảy liên tục, cái lực từ nó bảo hộ chúng ta xung quanh liên tục. Nhớ nha, dùng cái tác ý tại tay siêu quơ nè, nhưng mà mình ngồi thiền không có quơ đâu. Tại siêu quơ chưa diễn tả thôi, nhưng mà mình ngồi thiền mình dùng cái tâm, hiểu không? Dùng cái tâm, tại vì chưa dùng cái tay để mà ám chỉ thôi, chứ không phải ngồi thiền mà cái tay nó quơ gì. Nên nhớ đó, ngồi thiền mình dùng cái tâm chứ không phải dùng cái tay. Dùng cái tâm đó, ngày hôm trước và tất giao nguyên một dòng rồi nè, nguyện cho cái người kẻ thù mà chúng ta biết có người đó trong cái phạm vi luôn, thì tâm nó không có khởi lên cái khó chịu trong đó. Tức là chúng ta quét một vòng xung quanh liên tục cái gì đó, thì cái lực từ của chúng ta nó hình thành lên, nó có một cái năng lượng bảo hộ rộng lớn, mà nó bảo hộ là nó rộng lớn mà chạy liên tục nè. Chánh niệm của chúng ta cũng liên kết trong đó luôn, nó phủ dần hết trơn luôn. Chánh niệm của chúng ta phối hợp trong đó, thì lúc đó cái thức của chúng ta đó, cái thức đối với cái từ bi nó khởi, cái thức mà thức trong sạch đó, chứ không phải cái thức mà nó liên hệ với lục trần nha. Tâm thức ở trong sạch đó nó hiện hữu trong đó luôn, cái tư duy tưởng chi của đúng đối tượng đó, tưởng đúng đó, nó hình thành trong đó một cái năng lực trong sạch bao phủ xung quanh hết luôn, bao phủ trên dưới toàn bộ. Giống như lúc này chúng ta có một cái gì đó trong sạch nó bảo hộ chúng ta rất là rộng lớn rồi đó, thì mấy vị thấy cái sự trong sạch này nó có rồi, bắt đầu mấy vị mới lên một cái bước nữa là nguyện cho tất cả chúng sanh, nhảy bước luôn, lên một nhảy bước nguyện tất cả chúng sanh. Hoặc là chúng mấy vị có thể là nguyện cho cái người ví dụ người từ kẻ thù, mình có thể nhảy lên cái bước cho tất cả chúng sanh cũng được, không sao cả.
khi mà nguyện tắt, khi mà cái trạng thái mà nó bao phủ nè, bắt đầu mấy vị chuyển qua cái tư duy là nguyện cho tất cả chúng sanh, thì nó thuần khiết hơn nữa, nó lạ vậy đó. Tại vì khi mà không có chúng ta mà hướng đến cái tất cả chúng sanh thì chúng ta không còn chấp bất cứ một người nào hết trơn đó, không còn ràng buộc ở một đối tượng nào hết trơn đó. Do không ràng buộc đối tượng cho nên góc độ mình nó thuần khiết hơn nữa, nó lạ vậy đó. Đó thuần khiết lúc này mấy vị đó, có thể là thuần khiết, có thể là chúng ta chánh niệm liên tục nha, tất cả chúng sanh nha, mà nó bao phủ xung quanh nó luôn, có thể ngay lúc đó mấy vị có thể nhập vào. Nên nhớ là những cái này là chúng ta không có còn liên tưởng gì những âm thanh bên ngoài hết trơn đó. Tâm mấy vị nó trong sạch, từ 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 nó lìa sắc thanh hương vị xúc, nó lìa dần. Tại vì mình liên tục ở trên cái phạm vi mình làm việc đó, mình liên tục ở trên cái phạm vi cái tư duy của mình tác ý là làm tất cả chúng sanh đó, nó không hề để ý âm thanh tiếng động gì bên ngoài đâu, nó hướng cái tâm trong sạch bên trong không à. Thì lúc đó đó nó lìa sắc thanh hương vị xúc, nó lìa ngũ dục rồi, tâm mới diện nhập vào định. Nó ngộ đó, nó nhập vào định, nó không giống như là nhập kiểu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tại vì cái phạm vi này nó rộng lớn quá đi, nó rộng bao la đi, cho nên cái trạng thái định nó giống như là cận định vậy đó. Nó rộng minh mông, nó trong sạch. Khi mà ngay cái lúc mà nó nhập vào định, nó trong sạch vậy đó, mấy vị thấy con mắt này, con mắt này nó mở ra liền. Con mắt nó mở thấy trong suốt luôn, trong vắt luôn. Mắt của thần nhãn đó mở ra trong vắt. Ngay lúc đó nó im ru à, nó im ru mà nó sáng, thấy cảnh luôn. Một số người có thể thấy cảnh sắc trong đó, nhưng mà nó trong lắm, nó vắng lặng vô cùng luôn. Thì lúc đó cái hành giả đắc vào thiền tâm từ khó vô cùng, nó không phải dễ đâu. Khi mà nhập vô tâm từ vậy đó, hành giả mở rộng nữa, mở rộng là từ tâm của chúng ta đó. Có những người họ nhập vô rồi họ rớt trở lại, chúng ta làm lại không sao cả, làm lại từ đầu thì dần dần chúng ta nhập vô nó lâu hơn. Cái gì cũng phải tinh tấn cực khổ chứ không phải dễ đâu. Chúng ta thường thuộc một lúc rồi đó chúng ta nhập vào nó lâu dài hơn. Lần đầu chắc chắn chúng ta nhập vô một khoảnh khắc nào đó thôi, nó xuất trở lại, nó chưa có quen. Nhưng mà những cái lần sau nó thâm sâu hơn, chúng ta càng vững chắc nó càng thâm sâu hơn. Nó thâm sâu là sao? Cái phạm vi mà cái thấy, cái nhãn của chúng ta thấy nó rộng lớn vô cùng luôn. Mức độ sâu của chúng ta càng sâu thì cái sự thấy, cái nhìn thấy của chúng ta lúc đó, cái mắt thứ ba nó mở ra, hay gọi là thiên nhãn đó. Cái này không phải là thiên nhãn thông đâu, giống con mắt giống chữ thiên vậy đó, mở rộng ra, sâu rộng ra đó, trong sạch vô cùng luôn. Nó vượt hết tất cả mọi chướng ngại vật, thấy sâu rộng vô cùng trong suốt. Thì nhập qua động đó đó, hành giả đó, cứ hành giả tùy theo hành giả mở rộng nó nữa, mở rộng cho hết phạm vi cái quả địa cầu này luôn. Đôi khi hành giả đó, đôi khi hành giả chưa có nhập mà hành giả đang mở rộng, chưa nhập cái định, cái tâm từ mà hành giả đang mở rộng ha, phạm vi cả quốc độ ha, tất cả chúng sanh phạm vi cả quốc độ này ha, được sự gọi là thoát khỏi cái sự sân hận, được sự bảo hộ, được sự bình an, được sự hạnh phúc. Bắt đầu mới mở rộng ra tới cái quả địa cầu, rộng và như lớn như quả địa cầu đó. Đôi khi mấy vị nhập vào, một số vị không mở rộng tới đó, đôi khi một số vị mở rộng ra cả vũ trụ luôn, nhập vào tâm từ nó rộng lớn vô cùng luôn. Cái phạm vi cái thấy của mấy vị nó rộng lớn như vậy đó, không bị chướng ngại của vật chất. Không thấy bị chướng ngại của ngại vật ở đâu. Cái thần nhãn của chúng ta thấy rất là rõ. Thì lúc đó chúng ta làm sao giữ cái thấy của chúng ta giữ liên tục. Ngay lúc đó đó, nó là cái trạng thái xả. Chúng ta phải luôn giữ thái độ xả nó mới đắc được. Mà chúng ta giữ ở thái độ mà phân biệt này kia nó không có đắc được đâu. Luôn luôn giữ tâm ở thái độ xả, thái độ bưng bình, bình đẳng thì nhập vào tâm từ. Đây là cái cách này đó, chúng ta không có đi qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng không có đi qua các casino, không có đi qua, mà chúng ta đi trực tiếp luôn, đi direct. Đó, khi mà tâm từ chúng ta làm sao, chúng ta tu tập lâu ngày cho thuần thục, rồi sức thuần thục, lâu ngày càng lão luyện, chúng ta nhập vào cho nó sâu hơn, nó lâu dài hơn. Cũng vậy, khi mà xuất ra một lúc đó tự nhiên nó yếu, nó xuất ra
nó xuất ra phải vị trở lại, bây giờ cũng phải tu tập từng bước chứ không phải chúng ta bỏ bước được đâu. Cũng từ bước ban đầu dần dần nó nhập lên. Từng bước thứ nhất là cho mình, bước thứ hai cũng từ từ đó. Phải trải qua như vậy đó. Giả đó, thường mà nếu mà thuần thục đắc được đó thì chúng ta thường đó, chúng ta sẽ có, chúng ta ngủ đó, không bao giờ bị mộng đâu. Những người đắc định tâm từ đó, ngủ không có thấy mộng mị nữa. Rồi chúng ta có sức khỏe rất là tốt. Rồi được chư thiên ái kính nữa. Những người mà có tâm từ ha, chư thiên bảo hộ thật sự luôn đó. Chư thiên bảo hộ thật sự luôn đó. Tại cái tâm từ nó trong sạch quá đi. Chư thiên thấy giống như cái hào quang nó tỏ ra, nhưng mà mắt thường chúng ta không thấy. Nhưng những cái người mà đúc nhập vô đó, nhập vô đó thì các chư thiên quỷ thần họ cảm nhận được cái sự hào quang ở đó nó tỏ ra. Họ đi đến, họ hộ trì. Nhưng mà mắt thường chúng ta không thấy được cái ánh sáng đó. Cái ánh sáng của từ tâm nó trong sạch lắm. Chư thiên, ngạo quỷ, quỷ thần xung quanh đó họ thấy, họ thấy nơi cái người đó tỏ ra một cái năng lượng trong sạch đó, là họ biết người đó đó có sức, có gọi là có công đức cái đó. Người đó đắc định mà, người đó có công đức lớn, họ đến họ hộ trì. Rồi người có tâm từ vậy đó, họ đi đâu cũng vậy chứ đó. Luôn luôn là sẽ có người thương mến rất là nhiều. Họ thương ở đây là thương cái tình thương mà muốn giúp đỡ vậy đó. Là có thật. Luôn luôn mát mẻ, làm lan tỏa ảnh hưởng đến người khác. Rồi khi mà cái người mà có tâm từ đó, chúng ta muốn làm cái công việc gì trước đó, chúng ta trải tâm từ chúng ta đi. Từ từ chúng ta làm việc đó, bắt đầu nó trôi chảy. Đến đi đến giao tiếp, sự giao tiếp chúng ta cũng thuận lợi rất là dễ dàng. Nhưng mà cái người mà đắc tâm từ rồi không đi làm bậy bạ ở đâu. Tại vì cái tâm nó thanh tịnh quá rồi, người ta không muốn làm gì hết đâu. Người ta chỉ tu tập trên đó thôi. Mình nói vậy thôi chứ đắc tâm từ rồi người ta cũng không muốn đi ra đời đi làm kiếm tiền, người ta không có đâu. Tại vì đắc tâm từ không phải dễ đâu, nhưng mà nó thù thắng lắm. Thì khi mà có người đắc tâm từ đó, họ sẽ viễn ly, ít, không tham dục nhiều, không còn tham dục, không muốn tham dục. Tuy rằng không có đoạn dục được, nhưng mà họ thiểu dục, tri túc, họ viễn ly, sống viễn ly dữ lắm. Sống thiểu dục, sống biết đủ. Thì cái người này khi hết tuổi thọ đó, họ sanh lên cõi Phạm Thiên. Rồi khi mà hết tuổi thọ trên đó, họ xuống thế gian nó làm người rất là cao quý, không có bị lọt xuống bốn đời ác đạo đâu. Do cái lực tâm từ nó nâng đỡ vô cùng lâu dài. Rồi khi nó nâng đỡ hết kiếp này, kiếp nọ, lực tâm từ nó ảnh hưởng mạnh lắm. Tại vì một khi mà họ đắc tâm từ rồi, họ sanh lại thế gian là người đó, hưởng cái quả của tâm từ đó. Từ trên cõi Phạm Thiên rớt xuống, nhưng mà cũng còn cái năng lực của tâm từ, những cái trước tu đó, sanh lại làm người, người cao quý không mà. Mà thường thường những người địa vị cao quý đó, thường thường người ta dễ dàng gặp những bậc thiện trí thức trong thế gian này. Ví dụ những người ta sanh xuống làm cao quý, làm vua, làm quan chức cao, làm tướng này kia đó, họ dễ dàng gặp những bậc thượng nhân ở trong thế gian này. Họ dễ dàng tiếp xúc những bậc thánh, dễ dàng gặp những cái bậc thiện trí thức. Rồi từ đó địa vị của họ, nhờ đó mà học hỏi, họ tu tập, địa vị của họ luôn luôn á cao quý nhiều kiếp này kiếp nọ. Nhiều khi mà một người sanh ra thấp kém, địa vị thấp kém đó, làm sao mình đủ tư cách mình gặp những người cao quý được, khó lắm. Vậy đó, làm sao mình có cơ hội mình học được những cái pháp màu nhiệm ở trong thế gian này, làm sao mình học được Phật pháp. Cho nên những người mà ta có địa vị đó, thường là họ dễ dàng được tiếp xúc những bậc thiện trí thức trong nhân gian này rất là nhiều. Nhờ đó mà họ học được những cái điều nên, điều phải, điều đúng này đó. Đầu từ đó mà tâm của họ đi lên hoài. Vậy đó, gặp những bạn tốt, gặp những bậc thiền sĩ, những cái giới đức, những bậc chân tu, từ đó mà cuộc đời họ đi lên, nó nâng đỡ. Cho nên cái tâm từ nó có giá trị như vậy đó. Tại vì Bồ Tát đó, Đức Phật chúng ta đó, Ngài kể khi làm Ngài Bồ Tát đó, Ngài đó, một kiếp nọ từ cái đó mà về sau là Ngài kiếp nào cũng sanh ra cao quý chứ. Nhờ như vậy đó mà cho nên Ngài gặp nhiều những chư Phật trong ngày này. Ngài trải qua biết bao nhiêu kiếp trong quá khứ, gặp những cái chư Phật ra đời.
tại vì sanh lên địa vị cao quý làm vua đó dễ gặp Phật lắm. Vậy đó, cho nên đó, chúng ta đó, nếu mà hành giả nào đó mà tu tập những cái bước này nó không thành tựu đó, bước thứ nhất cũng không thành tựu, bước thứ hai cũng không thành tựu, nhưng mà dầu sao đó chúng ta cũng có cái tư duy nó tốt, hiểu không, cái tắc ý tốt, nó cũng làm cho phiền não chúng ta giảm lại, tham sân si nó chúng ta giảm xuống, mà chúng ta tu Vipassana cũng tiến bộ. Tại vì thì cái tâm từ, mặc dù những vị mà không có đạt, không thành tựu đi, nhưng mà dầu sao nó cũng kiềm chế được những phiền não phần nào đó. Cho nên á, chúng ta không thành tựu, chúng ta cũng nên tu tập tâm từ. Tại vì mà một khi mà chúng ta khởi cái ý trong ý tốt rồi đó, hiện thường nó tốt không à, mà chúng ta khởi cái ý xấu thì theo sau đó toàn là xấu không à. Dầu là chúng ta không có thành tựu tâm từ đi, nhưng mà chúng ta dầu sao cũng có những cái ý tốt, hiểu không? Do cái ý tốt vậy đó, thiện tâm chúng ta nó sanh khởi chúng ta, mà chúng ta có thể tu tập Vipassana, nó tiến bộ, phiền não nó bớt sanh lên, phiền não nó không cứng đầu, mà phiền não nó sập xuống hết là. Cho nên trong đây á, chúng ta tu tập Vipassana đó mà chúng ta khó vượt qua là sao? Bản ngã chúng ta quá lớn, bản ngã lớn phiền não nó cứng đầu lắm, nó thô lắm, khó mà vượt qua được. Mà muốn bản ngã lớn như nãy sư phải dạy bằng tư duy là không có tôi, không có ta, không có ai hết trơn đó, mình thấy không có gì, không có chủ thể, không có ai hết trơn đó. Thì bản ngã chúng ta từ từ dẹp dần thôi, từ từ nó mất dần. Cho nên cái tâm từ đó nó hỗ trợ cho cái người tu tập rất là tốt, để chúng ta phát triển thiện Vipassana rất là nhiều. Những ai mà chúng ta cảm thấy tâm bực bội khó chịu quá, chúng ta làm sao chúng cố gắng tập tâm từ, cố gắng tu tập tâm từ để cho chúng ta bớt sân, chúng ta bớt khó chịu với mọi người xung quanh, chúng ta bớt bực tức, thì tâm chúng ta lắng dịu, chúng ta tu tập Vipassana nó dễ dàng hơn. Còn những ai mà tu được thì là càng tốt, có tâm từ đó nó rất là tốt. Nó tốt không những chúng ta hiện tại, cả tương lai, nó hỗ trợ cho pháp hành chúng ta đó, tâm dễ dàng thanh tịnh lắm. Nhưng mà khi tu Vipassana rồi, chúng ta không có cần dùng cái tâm từ đó tu, bình thường, ghi nhận bình thường, và chúng ta trở về cái tư niệm xứ, tu tập quán thân họ tâm pháp, chứ không phải chúng ta có tâm từ chúng ta lấy tâm từ ra quán thân nó phải, không phải. Chúng ta cũng phải buông bỏ nó, cũng phải huấn luyện cái mà Khandika Samathi, sắc na định. Chỉ có tại vì bên Vipassana chỉ có sắc na định thôi mới đưa đến đắc chứng đạo quả. Còn những cái định kia nó là hỗ trợ để chúng ta tiến bộ về tuệ. Ví dụ chúng ta có thiền tâm từ đi, chúng ta chuyển qua Vipassana đi, thì phiền não chúng ta nó không có mà. Tại vì chúng ta có định tâm từ sẵn rồi, chúng ta chuyển vô, chúng ta bắt đầu quán trên hơi thở, quán trên thân thọ tâm pháp tứ đại rồi, chúng ta thấy nó sanh diệt rất là rõ, bây giờ có định sẵn rồi. Khi mà có định sẵn, chúng ta nhìn vô danh sắc bên trong á, thấy danh sắc sanh diệt rõ luôn. Cho nên cái người nào mà có dù là sơ thiền hay là nhị thiền chăng nữa, hay là cận định chăng nữa, mà chúng ta chuyển qua Vipassana thì chúng ta thấy bên trong sanh diệt rất là rõ, thay đổi tất cả các pháp, chỗ nào cũng sanh diệt rất là rõ. Nhờ vậy mà cái sự mà sanh diệt này, chúng ta lấy cái mà đối tượng là đối tượng sanh diệt, chúng ta tu đến đâu chúng ta lấy đối tượng đó, chúng ta tu đến thấy vô thường, chúng ta lấy đối tượng vô thường, từ cái vô thường này làm nền tảng thay đổi dần dần đến sanh diệt, lấy đối tượng sanh diệt làm đối tượng, chứ không phải từ đầu đến cuối ôm cái phòng xẹp hoài nha, không phải. Cũng là cái phòng xẹp, nhưng mà cái phòng xẹp ban đầu nó thô, mà nó tế hơn là sao? Chỉ là cái sự đâm rang thôi. Mà tế hơn nữa là sao? Chỉ là cái sự sanh diệt của nó thôi. Cũng là phòng xẹp và sanh diệt thôi. Tế hơn nữa là sao? Chỉ là cái sự vi tế cùng khắp thay đổi sanh diệt, nó không còn cái tướng như ban đầu là phòng xẹp nữa, hiểu không? Không, chị chưa tiến bộ. Cho nên đó, hơi thở đây cũng vậy thôi, hơi thở đây cũng y vậy thôi. Ban đầu thấy cái hơi thở ra hơi vào, nhưng mà tế hơn nữa chỉ là cái sự chuyển động của tố gió thôi. Tế hơn nữa chỉ là cái sự mà mãi mãi bên trong chuyển động thôi. Tế hơn nữa thấy sự sanh diệt từng li ti của yếu tố bên trong. Tế hơn nữa chúng ta đâu còn bị biết là hơi thở đâu, chỉ là cái sự chuyển động thay đổi của sanh diệt của danh sắc, biết chưa? Ai tu cao tự nhiên vì đó sẽ biết à.
chứ không phải là tu cao lên rồi mà cứ sợ mắt phòng xẹp, mắt cái ở đây mà cứ tìm ở đây hoài, thế bây giờ không bao giờ vượt qua được đâu. Cái đây chỉ là tục đế thôi, từ cái tục đế nè, muốn kiếm chân đế thì phải nương vào tục đế, từ tục đế vượt qua tục đế đi đến chân đế, từ chân đế chúng ta đi đến sâu sắc hơn nữa, đi đến pháp, chứ không phải ôm tục đế từ đầu tới cuối. Ôm tục đế từ đầu tới cuối là do đâu? Tu thiền Samatha. Thiền Samatha. Như nãy trở lại vấn đề cô đó, nãy cô nói tìm cái điểm xúc chạm đây nè. Chúng ta không cần tìm ngay cả thiền Samatha cũng vậy luôn, đặt tâm trước mặt đây thôi. Đặt cái tâm trước mặt đây thôi. Liên tục luôn luôn, hay cái biết liên tục ở trước đây luôn luôn. Sẵn đây xin nói cho các cô biết luôn. Đặt cái tâm trước mặt. Luôn là muốn đặt, muốn biết cái tâm trước mặt là sao, mình phải có cái biết ở đây. À, mình thấy mình luôn luôn hay biết ở đây là mình có cái tâm ở trước mặt đó. Hay biết cái gì nhẹ nhẹ phản phất ở đây nè. Hay biết dần dần cái mình thấy được cái hơi thở, không cần phải tìm bắt hơi thở cho bằng được, không cần. Mình sống ở đây liên tục lâu ngày rồi, cái tâm mình thiết lập ở đây rồi, nó ở đây rồi, tự nhiên á mình sống cùng với hơi thở nào không hay luôn đó. Chứ không phải bây giờ muốn tìm hơi thở, hít vô cho mạnh nè, thở ra cho mạnh nè, không phải. Làm gì nó căng dữ lắm. Nó căng một hồi là toàn tham sân, nó là một cục ở đây luôn. Cho nên nó chỉ cần cái biết hiện hữu đây liên tục, giữ chánh niệm cho cái biết đó, giữ chánh niệm trên cái điều hiện hữu đây, phản phất hay biết ở đây liên tục, dần dần cái tâm nó hoàn hảo đó, nó trú ngụ đây, nó thiết lập đây vững chắc. Một khi nó vững chắc rồi đó, nó sẽ sống chung với cái hơi thở nào không hay luôn. Lúc đó đó mình thấy hơi thở rất là dễ dàng, mình nắm cái hơi thở đó, nắm hơi thở đó để mình trụ lại cho nó vững, mình trụ lại thấy dễ hơn. Nắm hơi thở dần dần cái mình nắm được cái điểm xúc chạm, cũng trong cái hơi thở mình nắm rồi đâu, mình để đặt một chỗ dần dần nó rõ thôi. Hoặc là mình trong cái hơi thở mình thấy cái chỗ nào mà rõ nhất, mình nắm cái rõ nhất, cái rõ nhất là điểm xúc chạm đó. Nắm nó từ từ hướng cái tâm đến, luôn luôn tắt ý cái điểm xúc chạm, chắc nắm nắp nó từ từ tâm nó ở đây luôn. Dần dần mình nắm cái điểm xúc chạm nó vững rồi, chắc rồi, không lai chuyển rồi, tự nhiên hỷ lạc bừng lên nhanh vô cùng luôn. Còn có những người họ nắm từ từ, dính từ chút thì cái hỷ nó sáng lên, và nó sụp xuống, nó tùy theo khả năng của mình thôi. Nếu như có người mà lão luyện rồi, chụp vô một điểm xúc chạm thôi, tự nhiên hỷ nó bừng lên liền, cái ánh sáng nó bừng sáng liền, nếu nó hiện ra trước mặt này nè. Lúc đó có hỷ, có lạc, có định, nhưng đừng bao giờ chúng ta chụp lấy cái hỷ, đừng bao giờ chúng ta thấm vào cái hỷ, đừng bao giờ để cái tâm chúng ta thấm vào cái lạc. Mà chúng ta thấm vào cái hỷ là chúng ta chuyển về Vipassana đó, chúng ta thấm vào cái lạc chúng ta chuyển về Vipassana đó, mà chúng ta chỉ giữ một cái điểm xúc chạm duy nhất mà thôi, luôn luôn giữ cho vững đi. Đây là cái này là nhân, hỷ lạc định là quả. Mà chúng ta buông cái nhân mà chúng ta chụp quả là thất bại, là cái đó nó sụp xuống liền, nó mất định. Lạc kệ nó, hỷ kệ nó. Cái này là tu Samatha chứ không phải thiền Vipassana, cho nên phải nói rõ đấy không thôi, mấy vị áp dụng tầm bậy. Nghe nói ông này lúc này ông dạy gì, lúc cứ kia ông dạy kia, cho nên chúng mới sợ, chúng mới nói đây là Samatha, nhớ nha. Đây là Samatha, chụp một cái điểm xúc chạm duy nhất thôi, chứ vững chãi là tự nhiên hỷ lạc bừng lên vô cùng rõ luôn, mát toàn thân luôn. Lúc đó đó hành giả nơi đó, cơ khi hành giả chụp lấy cái lạc, chụp lấy cái hiển cái lời rồi không có tiến lên nữa, nó rớt lại. Từ đó nó chuyển qua Vipassana, nó thay đổi dần dần, đứng ở đó luôn thành Vipassana luôn, không có tiến lên sơ định được. Cho nên nó hỷ nha, lạc cởi nó, luôn luôn nắm một cái điểm xúc chạm cho nó vững đi. Nó càng vững thì cái nimitta nó càng thu hẹp lại, nó kháng khích với cái điểm xúc chạm, nó càng thu vô, nó càng tiến gần lại, nó kháng khích vô một điểm xúc chạm. Nên nhớ rồi đó, một khi nó kháng kích được rồi đó, mấy vị chìm cái tâm vào vô đó, vô cái ánh sáng nếp tá đó, là mấy vị nhập vô sơ định. Vậy đó, khi mà chúng ta nắm cái điểm xúc chạm vững rồi ha, nó kháng kích giờ lên cái, tức là tầm tứ đó, tầm chúng ta đã có nắm vô cái đó là tứ dán chặt lên rồi. Hai cái này là hai cái chi này vô cùng quan trọng, hai cái chi này nó đủ mạnh thì nó vượt qua hôn trầm. Tại vì tập chúng ta đủ mạnh để vượt qua hôn trầm, chi tứ chúng ta bắt đối tượng rồi, được rồi, chúng ta không còn hoài nghi nữa, chúng ta biết đây là đối tượng, đây là đối tượng đúng để chúng ta tiến lên. Đây là cái này, còn cái đó gọi là không có hoài nghi,
và chúng ta biết chắc đây là đối tượng để tiến lên, tâm hết hoài nghi rồi, chụp đối tượng mà mãnh liệt luôn. Thì hai cái lúc này á, tầm tứ nó vượt qua hôn trầm, tứ nó vượt qua cái hoài nghi, bám chặt cho nó đó rồi. Niêm mít tá nó thu hẹp lại, nó tiến gần với cái điểm xúc chạm. Nó tiến gần rồi nè. Có người hả, tôi đến đây rồi tiến gần cứ để dịu hoài, không biết nhập vô. Cũng có người rất là nhiều, nó hai cái nó chạm nhau rồi. Cái ánh sáng của niêm mít tá nó chạm đến cái điểm xúc chạm mà, vậy mà không chịu nhập vô, cứ để hoài luôn. Rất là nhiều người có trường hợp đó. Nó ở đây thôi mà nó không chịu đi vào. Cái ánh sáng niêm mít tá nó thu hẹp lại mà nó kháng kích với cái điểm xúc chạm. À, cho nên chúng ta lúc đó chúng ta phải chìm vào, chúng ta tự chìm vào cái ánh sáng đó. Nên nhớ ánh sáng vững rồi mới chìm nha. Ánh sáng chưa vững mà đi chìm vào thì cái trạng thái loạn không phải là thiền, không phải là sơ thiền đâu. Trường hợp thế này cũng có những người nè, có những người ánh sáng to đùng rồi nè, lo chìm vào đó, thất bại, nó không phải sơ thiền. Tại vì sao? Tầm tứ nó chưa có vững, nó chưa chế ngự được phiền não mà chúng ta lo chìm vào để nhập định rồi. Không phải định, nó không phải định nữa. Nó không phải đúng nghĩa sơ định, bởi chúng ta chưa có vượt qua năm triền cái, chưa có vượt qua trăm triền cái. Tại vì khi mà cái niêm mít tá nó vững, thật là vững đối với cái điểm xúc chạm nó vững rồi, lúc đó nó sẽ vượt qua năm triền cái. Hỷ nó chế ngự sân, lạc nó chế ngự phóng dật, định nó chế ngự dục. Chừng nào mà chạm với nhau mà nó chưa nhập đến nhà, lúc đó định nó chế ngự được dục rồi đó, chúng ta không còn bị sao lãng đó với cảnh bên ngoài nữa, mà chúng ta vẫn vững ở đây luôn nè, chưa nhập. Thì lúc đó chúng ta nhập vào đi, chúng ta chìm cái tâm vào, ép cái tâm chìm vào một cái, nó chìm vào nó rung động một cái, lúc đó là mở ra một cái trạng thái của định, sơ định. Những cái điều này rất là quan trọng. Trong sơ định thì nó có tầm tứ hỷ lạc năm chi, chúng ta làm sao đào luyện năm chi cho nên là lão luyện, phát triển năm chi cho nó vững mạnh. Vững mạnh thì cái chi thiền của chúng ta nó vững mạnh đó, thì cái sơ thiền đó, chúng ta có thể giữ lâu dài vô cùng luôn. Cho nên nhập vào sơ thiền chúng ta giữ lâu dài hay không tùy theo chúng ta tu tập cái năm chi thiền này, năm thiền chi cho vững. Năm thiền chi lão luyện được rồi thì sơ thiền chúng ta có thể nhập sức tùy theo ý, chúng ta có thể nhập bao lâu tùy theo khả năng. Chúng ta có thể nguyện là nhập vô 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ tùy theo khả năng lão luyện của chúng ta trên năm chi thiền. Thì bởi vậy đó, đừng có dội, nghĩ nào vô sâu thiền đừng có dội lên, làm sao lão luyện sâu thiền đi. Sâu thiền nó thuần thục, nó viên mãn, nó thâm thâu sắc thâm sâu rồi. Đó, có những người vô sâu thiền rồi họ nghe bên ngoài đó, âm thanh tiếng động của tâm họ sao lãng đi, chạy đi, một hồi thiền nó bị sụp đổ liền đó, một hồi sâu thiền nó bị rớt xuống liền đó. Cho nên bên ngoài có nghe kệ nó, đừng để ý. Bên trong vẫn giữ một điểm duy nhất thôi, giữ một điểm duy nhất mà phát triển năm chi nó đó. Đó thì từ giờ năm chi nó viên mãn rồi, chúng ta có thể không nghe bên ngoài nó luôn. Mấy vị mà tắc ý nghe ngoài thì nghe nó càng ngày rõ. Một lúc rồi đó rớt sơ thiền, mất tiêu, sau này lấy lại cũng khó lắm. Cho nên đó, nhập vào sơ thiền nó nghe bên ngoài kệ nó, nhớ bên trong giữ một điểm duy nhất. Bất cứ một điểm nào chúng ta giữ một điểm duy nhất, đừng có dội dã, đừng có vọng động, để tự nhiên đó. Lên sơ thiền chúng ta có, tại vì thường mà vô sơ thiền đó, hành giả nó có một cái tứ vô lượng tâm trong đó, nó có, nhưng mà chúng ta chưa có phát triển nó được thôi. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, năm thiền, tứ thiền, nó có hàm chứa tứ vô lượng tâm, bởi vì nó không có cái sân, cho nên nó có ẩn tàng trong đó, hiểu không? Mà chúng ta phát triển nữa thì càng dễ dàng phát triển cái tứ vô lượng tâm thêm nữa. Hoặc là chúng ta từ cái sơ thiền đó chúng ta có thể, tại vì hành giả nào mà đắc sơ thiền đó thì chúng ta từ từ chúng ta lên nhị thiền, tam thiền dễ lắm, không có khó đâu, không có khó. Chỉ có bước đầu mình để đặt ly dục để vô sơ thiền mới là khó, mà đặt ly dục rồi từ cái sơ thiền, nhị thiền nó rất là dễ. Lên tứ thiền rồi bắt đầu chúng ta có thể đó, tu tập cái casina rồi phát triển tâm từ. Cái cách này á, có thể hơi lâu dài, nó lâu, khá lâu. Còn như cách nãy mà không cần cắt thiền gì trơn đó, không cần cắt cần thiền, tu tập tâm từ trực tiếp luôn. Nhưng mà không phải dễ ai cũng được đâu, không phải dễ ai đạt được đâu. Tại vì chúng ta cảm thấy nó không có rõ ràng đó, không có hời hợt. Đó khi mình tự cho mình nó có đủ sự thanh tịnh rồi, cái mình đi hướng đến cái đối tượng
Ý tưởng thứ hai, tại vì mình dễ mình lầm mình lắm, mình chưa đủ trí tuệ, mình có thể mình nghĩ mình trong sạch nhưng mà thật sự nó chưa trong sạch, mình hướng đến đối tượng thứ hai đôi khi nó cũng không thành tựu nữa. Cho nên đó, cái ban đầu, bước ban đầu đó với cái người mà không có các cần thiền gì hết trơn đó, thì mình tập cho bản thân mình, nó tâm từ cho bản thân mình vô cùng quan trọng, làm sao cái nền tảng đó cho nó vững trong sạch thật sự thì phát triển cái bước thứ hai được. Thì cái này đó dành cho những người có trí tuệ họ mới cảm biết được như thế nào, phân biệt được cái nào và những cái bước nào nó rõ ràng, phiền não mình nó thanh tịnh hay không thanh tịnh. Nó tùy theo cách mỗi vị nào, cho nên vị nào có duyên ở trong các tầng thiền định thì chúng ta đó phát triển tu tập hết cái anapana đi. Tại vì thường chúng ta tập trực tiếp kasina rất là khó. Đời nay không có ai tu tập trực tiếp kasina đắc định trên đó. Tức là chúng ta không có cần qua anapana, hiểu không? Không có cần qua sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, mà chúng ta chưa có một cái thiền gì trơn, nó chưa thấy thiền định chứ, mà chúng ta tập kasina bằng từ đầu tới bằng từ ban đầu luôn, rất là khó đắc định. Ngày nay rất là khó, không có dễ nữa. Cho nên nó muốn đắc định nó chúng ta phải tu anapana, hơi thở là dễ nhất. Mà chúng ta lấy cái nền tảng của hơi thở rồi chúng ta mới đầu chuyển qua, bởi vì có định sẵn rồi chúng ta tu tập các kasina đó, nó rất là dễ, nó dễ luôn, có nền tảng rồi nó dễ lắm. Cho nên ngày nay chúng ta đừng nên mà chúng ta chưa có thiền anapana của sơ định gì đó, hoặc là nhị định, tam định, tứ định mà chúng ta lo đi tập, tu tập các kasina, không nên tập. Ngày nay không còn những hạng người lanh lợi mà thông minh đâu, khó lắm. Ngay cả thời Đức Phật đó cũng rất là hiếm những người mà tu tập đắc trực tiếp vô kasina, rất là khó, cũng có nhưng mà ít người lắm. Mà thời Đức Phật cũng có những vị, ví dụ những vị tỳ kheo, nhưng mà chúng ta thấy trong kinh rất là hiếm, có mà hiếm. Đa số là nó tu tập từ Amana rồi mới chuyển tu tập các kasina gì đó. Thì cũng có người ta do tu tập trực tiếp những cái đối tượng đó là do nhiều quá khứ rồi, họ đã quen cái đó là người đó rồi. Có những người nhiều kiếp họ làm nông dân, họ cuốc đất cày ruộng đó, họ quen với đất cày nè, kiếp này họ sanh lên cái họ nhìn cục đất này nó xuất hiện trong đây liền vậy đó. Cái họ phát triển cái đề mục kasina đất, họ phát triển cái đó, họ đắc vô cái kasina đất, có trường hợp đó. Vậy đó. Cho nên cái đối tượng hay không cũng tùy duyên mỗi người thôi. Tùy duyên mỗi người. Cho nên Đức Phật này nói cái anapana là thích hợp cho tất cả mọi người. Chúng ta nên tu tập anapana. Mà tu tập anapana muốn đừng có căng thẳng, chúng ta nên gì đó. Nhớ để chánh niệm trước mặt. Ủa mình làm sao để chánh niệm trước mặt? Chỉ cần có biết trước mặt là có chánh niệm trước mặt. Chỉ cần có chánh niệm trước mặt là có tâm trước mặt. Vậy đó. Nên ngài nói đó, hay là ngồi tiết già lưng thẳng để tâm trước mặt. Có những người, ủa sao để tâm trước mặt được? Có cái sự biết ở trước mặt là có tâm trước mặt. Cái biết của mình ở đâu là cái tâm nó hiện hữu đó. Cho nên cái biết của mình nó giữ ở đây liên tục thì cái tâm nó hình thành, nó hiện hữu ở đây dần dần nó vững ở đây. Nó vững ở đây được rồi thì nó sống chung với cái hơi thở rất là dễ dàng, nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyến, nó hài hòa. Mình không có cần phải đi tìm, đi kiếm cái hơi thở. Nó bị căng với tham, với sân si. Ngày nay rất là nhiều người không biết cách đi tìm kiếm cái hơi thở ra cho sâu, hơi thở vào hít vô cho sâu, hoặc thở ra cho dài, hoặc là vô ngắn, cực khổ lắm. Chúng ta hãy để hơi thở tự nhiên và chúng ta nắm cái hơi thở nhẹ nhàng thôi. Nếu chúng ta nắm mạnh đó thì chúng ta sẽ có tham ái sanh khởi, có cái tham nó dính trong đó, khó vô cùng luôn đó. Mà chúng ta mà nắm hời hợt thì nhưng mà chúng ta phải phát triển cái biết, cái hay biết, cái tỉnh thức tỉnh giác thì chúng ta dần dần chúng ta nắm được cái hơi thở. Còn không mà chúng ta mà hời hợt mà chúng ta không có tỉnh thức tỉnh giác thì chúng ta cũng khó mà nắm được cái hơi thở lắm. Phải có tỉnh thức tỉnh giác, có hay biết liên tục trên cái hơi thở đó để cho nó nhẹ nhàng, hơi thở tự nhiên chứ không phải hơi thở của sự cố gắng. Hơi thở tự nhiên, bình thường chúng ta hít thở là hơi thở tự nhiên đó. Chúng ta lấy cái đó mà chúng ta phát triển cái biết, cái chánh niệm thôi. Em biết cái chánh niệm có mặt, có hiện hữu đây thì có tâm thức ở nằm đây. Dần dần nó thiết lập, nó vững chãi rồi nó nắm được cái hơi thở rất là dễ. Nó nhu nhuyến, nó nhẹ nhàng vận dụng nắm bắt hơi thở rất là dễ, cho nên nó chụp cái hơi thở rất là dễ dàng. Giữ cái hơi thở rất là dễ dàng, giữ một điểm xúc chạm cũng càng dễ luôn. Nhờ đó mà hỷ lạc định nó sanh lên rất là nhanh. Thôi bây giờ sắc cũng tạm dừng đây ha. Mấy vị nào có hỏi đi. Dạ, chúng kính một sơ cho con hỏi một xíu rồi. Khi mình tu tập thiền giả thân từ đó xem thì lắm mình tập chỉ tập trung để mình đã thân từ thôi, mình không có
không? À, tập trung cho hơi thở rất là khó, khó phát triển được lắm. Tại vì hơi thở nó sẽ còn cái thô, hơi thở đó nó sẽ liên hệ với danh sắc, nó bị liên hệ với danh sắc, rồi nó liên hệ với nhiều đối tượng khác quá, mình khó phát triển được trong sạch lắm. Cho nên á, mình hãy cảm nhận cái rỗng không đi, cái đó có thể làm được, mọi người có thể làm được. Mình hãy cảm nhận trong đây là cái sự rỗng không, cái rỗng không nó xuyên thấu mọi thứ, nó không bị ràng buộc bởi danh sắc ngũ uẩn, nó không bị ràng buộc bởi thân này. Giống như cái rỗng không là cái tâm của chúng ta đó, giữ cái rỗng không, cái tâm rỗng không của chúng ta, giữ cái đó thôi. Rồi nguyện cho tôi thoát khỏi sự thù hận, nguyện cho tôi đừng có thù hận cũng được chứ, nguyện cho tôi đừng có thù hận, nguyện cho tôi được sự bảo hộ, được sự bình an, sự an lạc, bấy nhiêu đó thôi. Không nên đọc nhiều sẽ bị loãng. Không cần. Dần dần cái tâm của mình nó hiện xuất hiện ra, cái tâm nó càng ngày nó rõ, mình thấy mình dán cái tâm nó lên. Mình hay dán cái biết trên cái tâm đó, giữ liên tục đó. Lúc đầu có thể mình không biết cái tâm mình hời hợt lắm, tại vì có những người mà thiền sinh sơ cơ thì họ không có nhận biết cái tâm mình đang sao tiếng đó. Nhưng mà có những người mà người ta tu thiền, người ta lâu ngày rồi, người ta nhận thức được cái tâm. Cái tâm, cái tánh rỗng không của tâm đó, mình đặt trên cái tánh rỗng không của tâm đó, đặt cái niệm của mình, cái niệm là nguyện cho tôi, bốn chữ đó, bốn câu đó thôi. Nguyện tôi đừng có, không có sân hận, nguyện tôi được sự bảo hộ, được sự bình an, được sự an lạc, bao nhiêu đó thôi. Niệm nhiều quá là phóng dật đó, khó mà phát triển được định lắm. Chứ không phải niệm tâm từ, lấy cái bài tâm từ đọc từ đầu đến cuối rồi có tâm từ đâu, không phải. Cái đó là tập cho mình có cái từ, tập cho mình thôi, nhưng mà không phải là tâm từ. Tại vì mình tu cái tâm từ để mình đạt được sự ly dục đắc định, hiểu không? Cái quay lực của tâm từ, cái trong sạch nhất của tâm từ. Còn bình thường có thiếu gì tâm từ, ví dụ như tôi nguyện cho mọi người được an vui, cái đó cũng là tâm từ vậy, nhưng mà cái chất lượng nó có phải là nó đâu có tốt, chất lượng nó đâu có tốt, hiểu không? Cái chất lượng của tâm từ là sao? Cái sự ly dục, cái sự đắc định thể nhập vào, cái đó là chất lượng của nó, cái đưa đi cái quả tái sanh sau này rất là kỳ diệu, rất là cao quý. Còn cái bình thường mình khỏi cái tâm bình thường nó chưa phải là cái tâm trong sạch, nó chưa đạt được nhất tâm, mới là một cái tâm nhỏ trong đây thôi, nó chưa đạt được nhất tâm trong sạch. Cho nên xin nói rồi, nãy xin nói là từ có hai loại đó, là từ có điều kiện và từ không có điều kiện đó, rồi ta từ trong dục và từ ly dục. Nói cách khác hơn là từ liên hệ với tham sân, ta từ liên hệ với tham, còn tham còn sân, và từ liên hệ với sự vô tham vô sân, sự ly dục để đắc chứng định, thì cái từ này nó quay lực vô cùng luôn. Nó có thể là làm thanh tịnh chúng sanh khác, làm so dịu chúng sanh khác, làm so dịu thực luôn đó. Cái người mà đắc định tâm từ đó, họ có thể hướng cái tâm từ của họ xuống chúng sanh địa ngục, xuống tới luôn đó. Chúng sanh địa ngục đang nóng bức như thế nè, cái tự lực từ mình xuống cái họ bớt nóng lại, họ thấy họ dễ chịu cho lại. Nhưng mà cái tự từ của mình đi qua rồi họ nóng cho lại, vậy đó, họ nóng cho lại. Ví dụ như những người có lực tâm từ đó, thì họ ở chỗ nào thì nơi đó tất cả những hàng giả so ngạ quỷ nó đều thanh tịnh luôn, nó đều cảm thấy có sự mát mẻ, nó không có đấu đá lẫn nhau, nó không có sân hận đấu đá lẫn nhau. Mà thời Đức Phật có một vị tỳ kheo đắc được tâm từ đó, thì ngài ở đâu đó, nơi đó chư thiên hàng ngạ quỷ xung quanh đó sống bình an, sống tương trợ lẫn nhau, sống rất là tốt. Mà một khi cái vị tỳ kheo đi nơi khác rồi, bắt đầu mấy những người đó những hàng chư thiên, mà hàng địa thiên á, chứ phải chư thiên trên trời nha, chư thiên ở địa thì Bà Địa Cầu nè, chư thiên Bà Địa Cầu gọi là Càn Tắc Bà rồi, tại vì Bà Địa Cầu nó có gồm Càn Tắc Bà là tứ đại thiên vương đó, sống chung với là người luôn, họ sống trên cây cối rừng rậm, ngạo quỷ, hàng ngạo quỷ cũng sống trong đây luôn, rồi những cái hàng dạ so cũng vậy luôn đó. Cho nên cái vị đó ở trong nào thì những cái loài đó họ gọi là họ tương ái tương thân tương ái, họ sống ôn hòa lẫn nhau. Mà có bị tỳ kheo đi nơi khác, bắt đầu họ gây chiến với nhau, sân hận với nhau, đấu đá lẫn nhau. Cho nên có bị tỳ kheo đó này nè, ông tắc ý là ngày mai ông đi đến cái vùng đó, tối hôm đó đó mấy ông chư thiền xuất hiện, ông nói ngài đừng có đi, ngài ở đây đi. Ông nói sao, tôi phải có một chuyện tôi phải đi thôi chứ đâu sống ngày nào mà ở đây được. Ông nói trời ơi, ngài đi là chúng tôi khổ lắm. Hỏi làm sao? Bởi vì ngài đi bắt đầu
những ngạ quỷ hàng Rà Lắc Bà ở đây nó đấu đá, nó đánh nhau, nó chọc lẫn tức lẫn nhau, nó sâu xé lẫn nhau, nên họ khổ, họ thỉnh ngài ở lại. Nhưng mà ngài có công chuyện chúng ta phải đi thôi chứ, tại vì mình có công việc mình phải làm thôi, hiểu không? Ai cũng vậy. Ủa mình nên nhớ nha, nãy trở lại cho con. Nhớ mình giữ một cái tâm rỗng không, nhớ đó, chứ không có cần trên cái hơi thở ở đâu. Tại vì hơi thở nó sẽ liên hệ đến đối tượng khác và làm mình không có xuất ly ra được. Cho nên giữ tâm rỗng không, được chánh niệm đó dần dần cái tâm nó hình thành, nó hiện hữu trong sạch gì nè, dần dần nó ly dục luôn, không liên hệ sắc thanh đơn vị xúc, không liên hệ với thân thọ tâm pháp, không liên hệ với tưởng gì trơn nha. Các tưởng bỏ hết, chỉ nhớ, chỉ tưởng đến cái rồi nguyện cho tôi được sự vô tham đó, nguyện cho tôi đó được sự thoát ly cái sự sân hận đó, nguyện cho tôi không có sân hận, nguyện cho tôi không có thù hận, nguyện được sự bảo hộ, được sự bình an, được sự an lạc bao nhiêu thôi. Tư tưởng trên đó thôi, tưởng trên cái đó thôi, tưởng trên cái đối tượng đó, tưởng trên cái tâm rỗng không đó thôi, không có được tưởng cái này nọ, bỏ hết tất cả loại tưởng khác, bỏ hết thì dần dần mình sẽ có một cái tâm trong sạch, bảo hộ thật. Mình cảm nhận luôn, mình thấy trong mình thấy thanh tịnh rõ ràng luôn. Cho nên cái bước đầu nó vô cùng khó. Dĩ nhiên là muốn xây lầu cao phải vậy thôi, phải làm móng cho chắc. Mình muốn lên định tâm từ phải là bước đầu cho nó vững. Bước đầu thật sự hình thành rồi đó thì nó sẽ tiến bộ lên các bước khác. Còn mình tu không được thì mình cũng vậy đi, vì cho tôi cứ được bước nào hay bước đó cũng là tâm từ, nhưng mà tâm từ còn phiền não cũng được. Mình muốn lên cái level cao không được thì level thấp vậy thôi, cũng có tâm từ vậy. Nhưng mà tâm từ thấp đó thì mình không có được không có sự ảnh hưởng, không có sức ảnh hưởng, không có sức ảnh hưởng. Đôi khi mình thấy cha mẹ mình sân quá mà mình cứ chia sẻ tâm từ hoài mà không thấy kết quả gì trơn. Do đâu? Do mình không có tâm từ thật sự. Mình không đắc tâm từ. Cái người đắc tâm từ nó ảnh hưởng thật, ảnh hưởng thật luôn đó. Mình hướng đến cha mẹ, hướng đến người thân, hướng đến những người mà mình gặp, họ bớt sân ở liền, họ giảm lại liền, họ quay đầu liền, họ thay đổi liền. Vậy đó. Là lúc đó mình có đắc tâm từ, mình có tâm từ thật sự. Mời cô. Chỉ như trong cái tâm là hiện giờ cái tâm mình nó thanh tịnh, mình phải lập cho mình cái tâm thanh tịnh trước. Tại vì á, cái âm dương á, nó không tương ưng được, cái tự tâm nó không ưng ưng được. Cho nên nó phải cùng hợp với nhau, cùng hợp cái âm dương với nhau, cái dương phẩm hợp dương, dương âm đó, cái tự tâm nó sẽ thâm nhập với nhau. Cái dương mà thanh tịnh của dương, âm thanh tịnh của âm nó phải thâm nhập với nhau. Còn cái đó nó là cái mà âm dương như vậy đó, ví dụ như người đó là thầy của mình là người nam, mình cứ hướng như vậy hoài, đôi khi cái lực từ nó không có, biết rằng cái thanh tịnh nó có nhưng mà lực từ nó không phải là lực từ,
thấy cái sự yên mà không phải lực từ. Lực từ nó khác, lực từ nó trong sạch hơn, mọi được mọi điều, nó không còn một cái mãi mai nào của cái mà liên hệ về về nam hay nữ trong đó nữa. Sư biết, sư hiểu ý cô, cái đối tượng đó của cô cung kính cao quý cho cô, cho là đối tượng trong sạch, nhưng mà dù sao cũng là khác phái, dù sao cũng là khác phái. Sư hiểu, sư biết, tại thầy của cô là chỉ mình cung kính rồi, mình tôn trọng, mình luôn 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 có cái niềm gọi là tôn thờ vị thầy mình trong sạch, vị thầy mình cao thượng, tôn ngưỡng như thế, nhưng mà vẫn có cái còn, vẫn còn là khác phái. Lực từ nó khó trao chiêu cảm được, cái bước này nó khó chiêu cảm được lắm, tại lực từ mình chưa có khởi mà mình dùng như vậy nó không chiêu cảm được. Chừng nằm lực từ mình nó hiện hữu thật sự rồi đó, cái bước này thành tựu được rồi, thì bước sau nó không phân biệt rào cản bởi nam nữ nữa, những cái bước còn lại nó không phân biệt nữa. Trên cái bước đầu mình bỏ cái bước của mình đi, bắt đầu bước thứ hai là tới cái người người đó là người vô cùng quan trọng, phải là người đồng phái. Đúng. Khi mà cái bước thứ hai nó thành tựu rồi, nó thật sự có rồi, thì cái bước thứ hai nó vượt qua cái rào cản của nam nữ luôn rồi. Cái người thứ hai, cái người có thể là cái người mà mình không gì không ghét, có thể là người nam hoặc người nữ gì cũng không sao hết trơn á. Tại vì vượt qua cái rào cản ban đầu rồi, tâm từ nó đã vượt qua cái điều đó rồi, thì nó bước thứ hai nó bắt luôn cả nam lẫn nữ không sao cả. Cái tâm từ nó bật khởi lên rồi. Cho nên cái bước thứ hai là quan trọng nhất đó. Mà cái bước đầu mình không có thì mình cũng không thể làm được cái bước thứ hai. Bước thứ hai mình có tâm từ tâm trước rồi, mình làm cái bước thứ hai rất là quan trọng. Mình nhớ vậy đó. Tại vì kinh điển đã nói rất là nhiều rồi, hầu hết những vị mà trải tâm từ với người khác giới không đắc định được, không đắc được. Rất là nhiều người thời Đức Phật chứ không phải riêng một hai người đâu. Cho nên mình cho kinh điển đã ghi như vậy, mình phải áp dụng theo vậy đi thì mình sẽ đi đúng thôi. Còn mình làm không được thì mình thấy mình cũng nghĩ thanh tịnh, nhưng mà không phải là lực từ, tâm thanh tịnh khác, tâm từ khác. Dạ mời cô. Chúng sanh thì bắt đầu nó mở rộng ra từng phần, nó mở rộng quả địa cầu nè, nó mở rộng ra cả thế giới. Bây giờ khắp chúng sanh nó có thể mở rộng phạm vi nào đó giới hạn, nhưng mà mình phải mở rộng ra tiếp nữa, khắp chúng sanh cả chúng sanh chư thiên, chúng sanh địa ngục, chúng sanh phạm thiên, thì nó mở rộng ra. Nhưng mà đó, mình làm sao mình phải kiểm tra đó, coi chừng mình đi nhanh nó dội quá, mình phải chất lượng từ từ. Mình thấy cái chất lượng từ bước mình nó chưa có đủ lực thật sự, mình đừng có nhảy. Nếu mà lên tới tất cả chúng sanh rồi mà mình chưa nhập định được đó, là cái chất mình biết cái chất lượng của mình nó chưa có, chưa mấy tức là mấy bước đầu á, mình chưa đủ chất lượng của nó. Khi mà vô định nó không còn nghe bên ngoài nha.
Có nghe nhưng mà nó nghe nhỏ lắm, mình đừng có tác ý đến nghe, thì cái nghe nó rất là nhỏ, mình tác ý đến nghe, cái nghe nó lớn dần dần mất định luôn á. Nhưng mà trong cái định đó, mà mình thấy không có sự trong sạch thực sự, thấy bằng mắt không, bằng mắt này, mắt của thần nhãn đó, trong không có, nó không có trong suốt như, như ban ngày nè, thì nó cũng phải là định nha. Chưa định nha. Không, nó đâu không phải, nó trong suốt như ban ngày luôn, nhưng mà không phải thấy cảnh cảnh này, nó trong vắt như kim cương, như pha lê, lắm mới gọi là định. Không, cái đó chưa phải là, cái đó chưa hẳn là nhập định, nó mới vậy là mới nó cận định hay là chưa một mức độ nó của định nào đó thôi, chưa có phải là nhập vào cái định của tâm từ. Phải làm cái những cái bước từ đầu cho nó vững, đừng có dội nhảy bước, đừng có dội nhảy bước, tâm mình thật sự thanh tịnh từng bước rồi mình thấy phải lên, mình hãy lên bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, đừng có dội nhảy bước, nên nhớ nó trở lại đúng ban đầu, làm lại từ đầu, thấy tâm mình nó thật sự trong sạch rồi mình hãy làm cái bước thứ hai. Tại vì khi mà đắc định của tâm từ nó trong suốt như lưu ly, thần nhãn thấy rõ sâu sắc rộng mênh mông luôn, thấy như ban ngày nhưng mà không phải cảnh thơ cảnh vật này, trong như vô cùng luôn, thấy rõ như mình đang sinh hoạt thực sự vậy nè, rõ chứ không phải là thấy cái ánh sáng của đèn, thấy ánh sáng của nào nó không phải, nó chưa đạt đến định đúng nghĩa của tâm từ. Tại vì và tâm từ nó là trạng thái xả, tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, nó là phạm trù của xả hết, từ bi hỷ xả đều thuộc phạm trù của xả hết, cho nên trạng thái đó nó không có phải là hỷ mà không phải là lạc, nó không phải là hỷ, mặc dù là từ vô lượng tâm hay là hỷ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm đó đều là phạm trù của xả, nó không phải là trạng thái lạc. Mình nhớ nha, có những trạng thái lạc, trạng thái lạc mình đừng có bao giờ thấm vào cái lạc đó, mình vẫn phát triển ở với thái độ xả, phát triển từ tâm cho tất cả chúng sanh với thái độ xả, thì mình vượt qua tất cả các chướng ngại của hỷ của lạc, nó lên đến định đến xả luôn, nó nhập vô xả luôn. Tứ vô lượng tâm là phạm trù của xả đó, nên nhớ nó là phạm trù của xả chứ không phải là nó định nhưng là mà không phải xả đâu. Cho nên để vượt lên cái level của xã rất không phải dễ, không phải dễ đâu. Mình phải vượt qua những cái rào cản của hỷ, của lạc, của định, mình phải vượt qua những cái rào cản đó. Mình dừng lại ở cái đó thì mình không lên được đúng nghĩa của tâm từ được. Tức là cũng có tâm từ nhưng mà không có phải là định của tâm từ, không phải gọi là đúng nghĩa tâm từ. Tại tâm từ tôi nói rồi có nhiều mức độ mà, tâm từ còn liên hệ với hỷ có lạc, hỷ đó chưa trong sạch. Tâm từ còn liên hệ, đầu tiên tâm từ còn liên hệ với dục, liên hệ với tham, liên hệ với hỷ, liên hệ với hạt, với lạc, liên hệ với, làm sao mà không có còn liên hệ với cái gì hết trơn đó. Thì đó, nó là thẩm trù của xã, nó không còn vướng vô bất cứ chúng sanh nào, nó không còn dừng ở một chúng sanh nào, cho nó vượt qua mọi giới hạn, mọi rào cản, nó xuyên hết, nó phủ trùm hết, thì cái đó nó đi đến thẩm trù của xã, nó trong sạch dữ lắm, trong sáng. Trong sáng không phải là sáng của đèn, sáng của này kia, thực sự ánh sáng giống như ánh sáng của đèn này nè, nó là chỉ là xả để là lạc thôi, hỉ và là lạc thôi, nên nó xả những cái này nó biến mất, nó trong vắt luôn. Mình nhớ rồi đó, vị nào mà chưa có khai mở được cái thần nhãn thì nó không phải là định, nên nhớ nha, định là khai mở cái thần nhãn đó luôn, nó trong sạch dữ lắm. Có vị nào hỏi được không? Đúng rồi. Tại vì cái người chết rồi đó, cái tự mình nó không kết nối được với người đó. Người đó đã đi tái sanh rồi, mà mình hướng đến người đó, nó tập từ nó không bắt được, cái lực từ nó không bắt được. Cái gì thử hai cái 500 với nhau, rồi bây giờ cái đó không phải là, cái đó là một cái gì đó nó không hút được, thì cái 500 của mình nó không hút được. Ví dụ như mình lấy cái cục 500 mình để vô cái chai nước, nó không đúng hệ, nó không hút.
nó phải có cái tính chất của sắc gì đó nó mới hút được. Thì cũng giống như vậy, cái từ mà nó đi đến phải có cái người sống còn hiện hữu, còn cái tâm thức của còn hiện hữu ở trên thế gian này, thì cái tâm từ mình nó mới bắt được cái người đó, nó mới kết, họ liên kết với người đó, thì cái lực từ nó mới chảy đi, nó mới liên kết, nó gắn liền, nó liên tục chảy qua chảy lại, nó gắn kết với nhau. Còn cái người chết đó, nó không có chỗ bắt được, nó không tìm, nó không thấy được, không thấy thì cái lực từ nó không có chỗ nương, nó không tỏ ra mà không có chỗ nào nó vững được chân đó, nó lan man. Cho nên có đối tượng nó vững được rồi, mình bắt đầu nó vững được rồi mình mới mở ra, mình mới mở ra, mở giống như trong cái đồng hồ đó, thấy không? Tại đối tượng sau nó phụ đối tượng trước, tại vì cái đối tượng sau á là nó thường thường là nó nặng hơn, phải không? Ví dụ đối tượng đầu là người cung kính, đối tượng sau là người không thương không ghét, thì không thương không ghét nó phủ luôn cái đối tượng cung kính luôn. Vậy đó, cái trên cái tâm từ mà mình đạt được cái đối tượng mà nó nặng đô hơn rồi, thì dĩ nhiên cái đối tượng đầu nó phủ hết luôn rồi, nặng ký hơn rồi. Cho nên đối tượng sau thường phủ đối tượng trước, cho nên cái tâm mình nó tiến lên nữa. Không, cũng vậy luôn, tại vì mình đã hướng đến cái người đó rồi. Mà nó hy sinh rồi nó bắt cũng không được luôn, nó không có cái sự đồng cảm, nó không có. Dẫu bây giờ cái người đó sanh thành một cái người khác đi, thì cái người khác lúc đó đó, cái tình cảm, cái tình đó nó đã thay đổi rồi, nó không giống như ban đầu nữa. Mình bắt nó không đúng hệ, tần số bắt không đúng, cái sóng nó bắt không đúng, bắt không đúng đâu, không phát khởi được. Hiểu sự hiểu ý. Cho nên tại vì bình thường mình còn sống với nhau là mình biết cái tâm tư tình cảm của người đó, mình hướng cái tâm đó mình bắt được. Còn bây giờ cái người đó đó mình không bắt được, tao người xa lạ nữa đi, ngay cả cái người khởi đầu mà mình xa lạ mình cũng không làm được nữa. Cho nên cái người khởi đầu đó mà mình phải là đối tượng của mình đó, nào giờ đã từng đó, sống với nhau, làm việc với nhau, cùng sống cùng chung hoạn nạn, giống như vị thầy của mình đó, nó có cái tương ưng sẵn rồi, nó mở cái tâm từ nó bắt chính liền. Dù người đó chết sanh là một người khác cũng không có bắt được, nó đổi tần số rồi. nó đào thay là một người khác thì nó đổi tần số rồi, không có còn tần số đó đâu để mà dò không có ra. Nói đổi tần số dễ hiểu ha. Câu hỏi thông minh đó, câu hỏi thay đó, nhưng mà đã chết rồi thì đừng nên đi tìm chi mệt lắm. Đây là cái nhân duyên,
hay là cái quả, nên cái nhân của nó là nó vô thường, nó khổ, nó thay đổi, nó tôi ta hay như thế, thì cái quả như vậy con cũng suy tư, con tác ý thầm ở trong đầu con như vậy á. Đó thì bắt đầu khi mà qua cái xã thì con mới tác ý á, tại vì xin nói là mình phải dùng cái lý tác ý để cho cái pháp nó sanh á, thì con mới tác ý, con nói là tất cả cuối cùng cũng sớm muộn gì cũng đi đến hoại diệt hết trơn á. Con thấy điều đó con rất là sợ hãi, con rất là chán nản và con rất là ngán ngẩm cái sanh diệt này, nên con tác ý là thoát ra, thoát ra đó. Thì bắt đầu khi con tác ý như vậy thì con thấy nó nắng y một hơi á, thì con mới tác ý, con chuyển tập suy hạ con học cho nó tỉnh tệ là mình chuyển tập thì con nói dạ chưa tới hả thưa sư? Dạ thì con muốn trình bày cái quá trình con như vậy, thì có cái điều thứ nhất là con chuyển tập thì có đúng hay không. Cái câu thứ hai nữa là khi mà sư nói là khi mà mình ngồi bên thiền định á thưa sư, con chuyển qua thiền vipassana đó, thì sư nói là mình ôm như một cái định như vậy á, thì không bao giờ mà mình còn dính mắt vô danh sách á, thì mình sẽ không có đi đến đạo quả. Thì con cũng không hiểu cái đó, tại vì khi mà mình xuất định ra, mình xuất tinh định ra, thì con đi qua bên thiền vipassana thì con thấy có một cái sự diệt lạc liền luôn. Thì con thấy cái đó nó rất tốt, mà sư nói là như vậy là không kiếm đạo quả, nên con có hai cái câu hỏi đó, xin hết cảm tạ em sư ạ. Cô tiến bộ nhanh đó là do nhờ cô có cái thiền định bên Samatha đó, cho nên đó, chuyển qua Vipassana đó nó tiến bộ rất là nhanh. Nhưng mà khi mà có những cái trạng thái chẳng hạn như là lạc hay là định xả, những cái đó đó mình không phải là tác ý nữa đâu, mà nó là tư duy trên pháp thôi. Nó phải tác ý là giờ nó không đúng, nó không đúng, tại vì pháp nào chưa sanh đó thì mình tác ý nó. Còn nhưng mà pháp đã sanh rồi đó, pháp thiện đã sanh rồi đó, thì mình chánh niệm trên thiện đó, mình sống trên thiện, hành trên thiện là do mình tư duy về thiện, tư duy về pháp, nhưng nó không phải là tác ý nữa. Tại vì á cái này tâm nó, lúc này nó thanh tịnh hơn, tác ý là còn thô lắm, đến đây á nó là tư duy. Ví dụ như mình thấy nó lạc mà nó không có thay đổi, thì mình có thể mình tư duy về sự thay đổi của lạc, tư duy về sự diệt của nó. Đó, khi mình thấy trong cái lạc này đó, làm sao mình phải có thái độ xả trong đó. Nếu không có thái độ xả mình sẽ dính mắc trong đó nữa. Cho nên nó phải nhìn cái lạc này nó luôn sanh diệt, và với thái độ xả thì cái lạc này đó nó có thể là nó tinh tế hơn nữa. Nó do nó thay đổi, biến hoại, rồi nó tế, nó làm cho toàn bộ thân tâm đó, một cái mà cái tâm nó rộng lớn như thế đó, nó rất là nhẹ nhàng, tinh khiết hơn, thuần khiết hơn. Rồi lúc đó đó, nó có định liền theo đó, tại vì lạc đó, nó chế ngự cái mà cái lăng xăng của mình đó, gọi là chạo hối hay là phóng dật, định nó chế ngự cái đó đó. Khi nó chế ngự đó, tâm bắt đầu nó yên trên đối tượng, thì lúc đó cô kháng khích trên một cái bất cứ một điểm nào trong tâm. Lúc này á, nó không còn là một cái điểm ở trên mũi hay là hồn xẹp gì nữa, mà nó là trung tâm của cái tâm, nó là một điểm trong cái tâm, nó tế quá rồi, rất tế rồi. Nó không phải là hiện cái một cái đối tượng của mũi ở mũi nữa, cũng không phải là đối tượng của phòng xẹp nữa, nó là một đối tượng rất vi tế. Thì bắt một cái đối tượng vi tế đó, có thể là an trú trên một đối tượng nào đó sanh diệt, điểm thẳng vào đó, nhất hành trên đó, nhất hành nhất hướng trên đó, thì thấy nó có định nó sanh đó, thì nó làm cho có thể là ánh sáng nó mở ra, hoặc là có thể nó xuyên thấu được đối tượng hơn nữa, thể nhập đối tượng hơn nữa. Nhưng mà nếu ánh sáng mà nó xuất hiện đó, mình đừng có bao giờ nhìn ánh sáng đó. Nhìn ánh sáng đó thì ánh sáng đó dần dần nó sẽ phủ lấp sự sanh diệt của danh sắc, thì mình khó mà tiến được, mình dính hết trên ánh sáng. Cho nên khi mà có ánh sáng trong Vipassana, mấy vị nhớ, tất cả mấy vị ở đây, mấy vị nào đó có, mấy vị nhớ một điều là đừng bao giờ nhìn cho ánh sáng. Mình vẫn giữ cái tâm của mình đó, giữ cái tâm, cái đối tượng bên trong đó, đối tượng sanh diệt, cái đó rất là quan trọng. Tại vì cái ánh sáng là cái quả của sự tu tập, do mình định nó có cho nên ánh sáng nó có. Nếu mà bỏ ánh sáng thì mình nhìn theo ánh sáng, mình sẽ bỏ cái đối tượng ban đầu. Ví dụ đối tượng của mình là trên một cái đối tượng bên trong tâm á, một điểm nào đó trong sanh diệt á,
thì nhìn vào cái đó, nhìn vào đó thì có thể xuyên thấu được cái đối tượng đó. Nhưng mà phải tư duy như thế này, tư duy với thái độ là buông xả, tư duy với cái sự hoại diệt của nó, tư duy về mọi thứ là vô ngã, không có gì cả, mọi thứ là vô thường, khổ. Mặc dù trong lạc, nhưng mà mình nhìn cái lạc này đó làm sao cho dần dần nó không còn lạc nữa mà nó là khổ. Tại vì á, khi mà mình điểm vào cái một điểm nào đó đó thì mình thấy nó có thuần lạc hơn nữa, nó có sự yên bên trong đó của định đó, nó là hiện tượng của định. Thì lúc đó đó, khi mà có định đó thì mình phải mở ra, mở cái sự quán ra, thì trí tuệ mình khai mở được, mở cái điều quán, tức là cái sự quan sát của mình đó mở rộng ra hơn nữa, cảm nhận thì thấy cái sự sanh diệt nó rõ hơn. Nếu mà sự sanh diệt nó không rõ thì mình điểm chỉ vào bên trong một điểm nào nữa thì mình có thể thấy từng cái sắc pháp của danh sắc á, nó sanh diệt rất là rõ ràng nữa. Thì từ cái sanh diệt đó mình mở rộng cái sanh diệt đó ra, nó sẽ làm cho cái tuệ của mình đó nó phát triển hơn, phát triển dần dần á, nó thấm nhuần toàn bộ cả sắc uẩn, rồi dần dần nó thọ uẩn, nó sắp thấm dần sắc thọ tưởng hành thức, thức uẩn nó rõ bật lên, dần dần cái đầu đưa đến hành uẩn, cái sankhara nó nổi bật lên hết luôn. Cho nên cái tuệ làm sao mình phải mở cái tuệ ra. Nếu mà tuệ mình quán một hồi mà yếu đó thì mình phải trở lại cái định, định tuệ một lúc nào đó đó, mình phải tu tập đầy đủ rồi đó, nó sẽ kết hợp, nó cân bằng với nhau, nó cân bằng, nó tạo thành nhất hướng, nó đưa đến đó, nó đưa đến một cái điều đặc biệt nữa. Cho nên mình tu tập làm sao lúc này tu tập định và tuệ cho nó viên mãn, cho nó đầy đủ sức mạnh của nó. Tại vì định tuệ mà nó cân bằng rồi, nó thể nhập sâu sắc hơn nữa, thể nhập vào có thể là pháp đặc biệt hơn. Còn mình mà định tuệ chưa cân bằng đó, thì nó lẩn quẩn vòng vòng cái định, cái xả định, xả bao nhiêu đó. Cho nên tới cái chỗ này đó mình nhớ đó, định đó bao nhiêu thì mình mở ra quán bấy nhiêu, quán thấy cái lực yếu của mình thì tiếp tục tăng trưởng cái định lên. Hiểu không? Do nhờ cái thiền samatha cô có được đó, là đạt được ly dục đó, cho nên qua đây đó nó pháp hỷ pháp lạc lên sanh rất là rõ. Còn những người nào mà chưa có pháp ly dục thì khó có được cái trạng thái mà hỷ lạc định xả lắm. Khi mà cái pháp ly dục mà nó thuần thục, nó ly dục thật sự, tức là nó ly sắc thanh hương vị xúc pháp, nó không còn chao động, cái tâm không còn chao động bởi sắc thanh hương vị xúc nữa, thì nó chuyên chú bên trong hoàn toàn, có thể nhập trạng thái bên trong hoàn toàn, tâm nó bên ngoài nó không ảnh hưởng, bên ngoài dầu âm thanh như thế nào, tiếng động như thế nào cũng không ảnh hưởng tâm của mình, không có chao động. Mình cái đối tượng của mình lúc này đó là vô thường, khổ, ví dụ vô ngã, đối tượng lúc này là vậy đó. Anh nhớ phải luôn luôn tư duy ba cái điều đó để làm chi? Tại vì á, cái điều vô thường đó mình quán tận cùng của vô thường, nó đưa đến gọi là vô tướng giải thoát. Tức là khi mà định nó tại nó viên mãn rồi, nó thấy tận cùng của vô thường, ngoài cái vô thường này là có một cái điều á, yên cực kỳ luôn, không còn cái dấu hiệu của sanh diệt đó. Thì lúc đó nó đưa một cái hướng gọi là vô tướng giải thoát. Còn nếu mà mình có duyên á, trong quá trình mình quán như vậy đó, thỉnh thoảng cái thọ khổ sanh đó rất nhiều, mặc dù mình đang chú lạc chú định nhưng mà vẫn có cái khổ. Khổ ở đây đó không phải là khổ của thân mà khổ của tâm, khổ của danh sắc mà chân đế đó, cái khổ của bức bách của danh sắc bên trong đó. Mặc dù cái ở phía trên này đó là một cái lạc, nhưng mà sâu bên trong vẫn có một cái khổ âm ỉ bên dưới. Thì lúc đó đó, nếu mà có duyên mình nhìn cái khổ đó, mình thấy hiện tượng này nó là khổ. Đôi khi mình nhìn cái lạc nó sanh diệt này, mình thấy cái sự sanh diệt của lạc đó, đôi khi nó mất lạc, đôi khi nó lạc, nó có mất có, chứ không phải nó lúc nào nó cũng lạc đâu. Nếu mà tuệ mình rõ nha, mình thấy khoảnh khắc trong đó là lạc xả, đôi khi khổ, nó liên tục biến đổi, đó là tuệ mình sắc bén lắm mình mới thấy được cái điều đó. Thì tùy theo cái hướng, đôi khi hành giả nhìn cái hướng ở trên mà khổ đó, nhìn khổ đó, nó khổ nhiều quá rồi,
có những hành giả tâm nó quen với cái khía cạnh đó, thấy toàn bộ bên trong là khổ khổ khổ, thì tâm hành giả một lúc nào đó đó, do định do tuệ nữa, do nhìn cái khổ, càng ngày cái khổ đó nó rõ cực kỳ, nó viên mãn, nó hiểu rõ sâu sắc, thể nhập sâu sắc, thì hành giả lúc đó đó cảm thấy như thế nào? Cảm thấy gọi là không muốn mong cầu gì chứ, tại vì nó khổ quá, đâu mong muốn chỗ đó đâu, khổ quá khổ, tâm không muốn gì hết, nhưng mà cái sự quan sát vẫn rõ nha. Đó thì cái hành giả dần dần đó, hành giả nó tâm ái đó, nó biến mất, tại vì khổ quá thì nó đâu có thích thú đâu, tâm ái đó, nó biến mất, nó thanh tịnh đi, thì lúc đó cái tâm của hành giả lúc đó nó trong sạch hơn nữa. Trong sạch hơn nữa do gì đó, nó đưa đến một cái sự là ngoài cái khổ đó là cái là vô nguyện giải thoát. Như vậy đó. Rồi có trường hợp hành giả nhìn tất cả các pháp đó đều là vô ngã, tức là nó không có tôi, không có ta, bản chất rỗng không, bản chất mà rỗng, pháp nào cũng vậy hết trơn đó, nó không có một cái chủ thể, nó không có một cái ai điều khiển trong đó, nó không có một cái tự ngã trong đó. Có những hành giả thấy ở cái cạnh đó, thì hành giả này đó đưa đến gọi là không giải thoát môn. Khi mà hành giả tu tập đó, nó chỉ ra thoát khỏi có ba con đường thôi, gọi là vô nguyện giải thoát, không vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát và không giải thoát. Vô tướng giải thoát đó do hành giả quán trên cái sự sanh diệt, sự vô thường. Còn mà vô nguyện giải thoát đó do hành giả quán trên sự khổ. Còn mà không giải thoát đó là do hành giả quán ở trên cái tánh không, cái vô ngã, cái vô ngã. Tại vì á, trong cái vô ngã đó không có thấy một cái chủ thể nữa chứ, cho nên thấy nó pháp nó rỗng không. Dần dần hành giả thấy có một cái sự tịch tịnh trong trong mọi hành, trong các hành. Nó vậy đó, trong tại vì khi mà hành uẩn nó sanh lên đó là nó tất cả các hành khác nó đều rõ hết trơn luôn. Khi mà hành uẩn là nó có sự gọi tương quan với các uẩn khác. Cho nên khi mà hành uẩn nó rõ là các uẩn khác nó rất là rõ, nó bị hiểu biết rất là dễ dàng. Cho nên khi mà định mà tuệ nó rõ rồi thì sankhara nó rất là rõ, nó vậy đó. Nên nhớ những cái điều này rất là quan trọng. Nếu mà hành giả mà quán không có thấu á, thì hành giả phải tư duy cái sự diệt của nó, để chúng ta từ bỏ cái sự sanh, để chúng ta vượt qua cái giới hạn của sự sanh. Đôi khi hành giả thấy sự sanh mà không thấy sự diệt, đây là cũng là bị giới hạn nữa. Nó bị giới hạn cho nên á, mình không có thoát ra được. Khi mà mình thấy cái pháp nó lì lì, nó không tiến bộ á, thì mình phải tư duy, khéo tư duy cái sự đoạn diệt, tư duy cái sự hoại diệt của nó, để nó vượt qua cái sự thường, vượt qua cái sự mà sanh của nó, thì đưa đến cái sự thanh tịnh hơn. Cô tiếp tục vậy ha, để cho hành giả khác hỏi nữa. Mời cô phía sau ấy. Khi mà quán hơi thở thì mình tìm cái điểm xuất chạm ở dưới cái lỗ mũi, cái này là không có được chạm vào lỗ mũi, nhưng mà có thắc mắc là bây giờ cái điểm đó khi mà con tìm nó thì con thấy nó giống như là con đang tưởng tượng ra cái điểm đó, thì có phải là con đang quán những cái tưởng trước không? Với lại là khi mà con quán hơi thở thì kiểu là con không thể nào tìm được cái điểm đó mà nó cứ phải chạm vào lỗ mũi, thì lúc đó cái lỗ nó như là sau mà chạm vào thì lỗ mũi nó đau. Nếu mà mình tu thiền quán á, mình không cần phải tìm cái điểm đâu, không cần. Mình tu thiền chỉ á, thì mình cần phải tìm cái điểm đó. Mình tu thiền samatha đó, nếu mình sẽ giải thích trường hợp để tu thiền quán đi. Trường hợp mình tu thiền quán đó, mình chỉ quán ở trên, tuy rằng ở đây đó là cái gió nó ra vào mũi, thì mình nhìn cái gió thôi, chứ không phải mình nhìn một cái điểm nào đó, không cần thiết. Mà cái yếu tố gió ở đây là gì? Là sự chuyển động,
là sự chuyển động. Mình nhìn trên cái sự chuyển động đó, thì sự chuyển động nó không có hình thành một cái điểm nào rõ hết trơn đó, nó chỉ là sự chuyển động thôi, chỗ nào cũng chuyển động hết. Thì mình bắt ở trên, lấy cái đối tượng chuyển động đó làm đối tượng quán. Bản chất của yếu tố gió là luôn luôn thay đổi, luôn luôn chuyển động. Bản chất của yếu tố gió. Cho nên đó, mình đặt cái đối tượng, mình lấy cái đối tượng chuyển động là đối tượng của tu thiền quán, gọi là yếu tố gió. Thì cái yếu tố gió nó như thế nào? Nó đầu tiên mình thấy yếu tố gió đây rõ nhất, dần dần nó lan tỏa, đi xuống dần, nó thấm toàn thân luôn. Cái yếu tố gió nó cần thiết phải nhìn cho nhiều. Đây là mình tu tập thiền quán. Thì khi mình nhìn cái yếu tố gió chuyển động đó, mình sẽ dễ dàng qua chân đế hơn. Còn nếu mà mình ở tục đế là một điểm hoài đó, thì nó khó mà tiến bộ được lắm. Tâm mình nó thô hoài. Cho nên mình làm sao nhìn cái sự chuyển động đó, tâm mình nó tế dần. Không cần phải tìm kiếm, mình nhìn cái tâm của mình hãy buông xả, buông bớt cái sự gọi là muốn tầm cầu á, mình bỏ cái tâm đó, mình để thản nhiên nhìn trên yếu tố gió, chuyển động của gió. Thì yếu tố gió này á, nó đi vào khắp cơ thể luôn, nó đụng chạm danh sắc, nó tạo nên cái cảm giác. Cho nên trong cái gió đó mình biết được cái cảm giác, cái gió đi tới đâu nó có một cái cảm giác của gió tới đó. Thì trong cái cảm giác này đó, mình đặt cái tâm ở trên đó, mình ghi nhận trên đó đó, thì cái tâm của mình đó nó càng vi tế hơn. Bởi vì á, mình lúc này mình không có còn chấp ở trên cái tôi cái ta, chỉ là yếu tố gió thôi. Ở trong đây chỉ là đất nước lửa gió chứ không có ai hết trơn á. Mình hãy tư duy như thế. Thì khi mà do mình tư duy như thế, mình không có chấp tôi, không có chấp bản ngã của tôi, không có gió này của tôi cũng không có, nó chỉ là hiện tượng của gió, hiện tượng của đất. Ví dụ như nó khi nó chạm đến chỗ này chỗ kia, nó có cái sự căng cứng, thì mình biết cái đó là yếu tố đất, mình có thể cảm nhận nó thôi. Mình hãy tư duy nó như thế để làm chi? Để mình không có chấp về tôi. Mình hãy tư duy đây là yếu tố đất, tư duy nó thôi, những khoảnh khắc đó thôi. Rồi nóng lạnh đây là yếu tố lửa, rồi chuyển động đây là yếu tố gió. Biết nó thì thôi, không cần nhiều. Đất nước lửa gió thì mình biết, mình cứ nhìn nhận toàn bộ trong đây chỉ là đất nước lửa gió, chứ không có người này người kia, không có tôi. À, do không có chấp tôi đó, thì cái tâm quý vị đó sẽ vi tế hơn nữa. Tại vì mình không có chấp tôi thì mình không có bản ngã. Cái ngã nó không có chỗ để nương. Không có chấp tôi ta, không cái tức là bên trong này không phải của tôi, thân này không phải của tôi. Từng bên trong nó di chuyển tay chân tới chỗ này xuống bụng, tất cả khắp nơi nó cũng không phải đợt của tôi. Nó chỉ là hiện tượng của gió, hiện tượng của đất, hiện tượng của lửa, của nước, không có gì hết. Cho nên mình cứ tư duy như thế, tư duy liên tục. Nó không phải là suy nghĩ, bởi vì mình nghĩ đúng ở trên cái pháp thì nó gọi là tư duy. Còn mình nghĩ sai trên cái pháp đó thì cái này gọi là phóng dật, gọi là suy nghĩ, hiểu không? Mình đang quán trên cái yếu tố gió mà mình suy nghĩ ở bên ngoài đó thì cái đó là phóng dật nha. Mình đang quán trên pháp, mình tư duy trên pháp thì cái đó chính là tư duy, hiểu không? Tư duy và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Ví dụ mình đang cái pháp, quán trên pháp, mình nghĩ là cái gió này chắc của mình điều khiển này, đây là sai, tư duy sai thì nó là phóng dật. Tư duy đúng thì nó sẽ thanh tịnh. Nó lạ chỗ này đó, con người khéo léo do ở chỗ tư duy. Tư duy khéo léo nó đưa đến chánh tư duy. Mà chánh tư duy á, thì nó đưa đến á, nó còn sẽ có chánh kiến, nó hiểu biết, có trí tuệ trong đó. Cho nên cái tư duy quan trọng lắm, tư duy phải đúng pháp. Những cái gì sư nói là như tư duy về đất nước gió lửa, tư duy về vô thường khổ và vô ngã, tư duy về sự đoạn diệt, tư duy về sự diệt, tư duy về sự ly tham, tư duy về sự tịch tịnh. Nó là chánh tư duy, chứ không phải chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ thế này thế kia, là cái đó nó trở thành phóng dật. Cho nên á, khi mà cô quan sát mọi khía cạnh của yếu tố đất nước lửa gió rồi đó, thì tâm tự nhiên đó, mình không có còn định danh ở đây là tôi là ta nữa, mà mình lúc này mình định danh nó là đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió vậy thì nó vắng bóng cái chấp tà kiến về thân. Nó vắng đi, vắng mặt đi, không có tà kiến về thân. Và khi không có tà kiến về thân đó, thì cái ngã, bản ngã của mình đó, nó cũng yếu luôn. Nó không có chấp tôi, chấp ta nữa. Hình như mình cứ nhìn hết tất cả, đâu có thấy chỗ nào tôi ta đâu, chỉ là đất nước lửa gió đó.
Thì như vậy đó, mình thiết lập được như vậy đó, tâm mình nó càng sâu sắc sâu sắc. Do phiền não của ngã mạn, do phiền não của chấp tôi nó không có mặt, thì hai cái này nó không có mặt, dần dần ái nó vắng mặt luôn. Ái, cái tâm ái, tâm tham nó mạnh là do đâu? Do chấp về tôi, do có bản ngã. Hai cái này nó có mặt thì ái nó có mặt, nó có nơi để sanh khởi, nó có nơi để trú, để sanh lên. Cho nên khi mà không có tôi, có ta, không có bản ngã vào tôi thì ái nó biến mất. Mà khi ái biến mất thì tâm quý vị rất là thanh tịnh. Nó có thể là mấy lúc này đó, quý vị vượt qua cái sự gọi là không còn thấy cái vấn đề mà đất nước đổi gió nữa, mà đưa đến cái sự thanh tịnh hơn. Lúc này pháp nó sanh lên, là pháp hỷ, pháp lạc, nó sanh lên, pháp định nó sanh lên. Rất là nhiều cách quán, cách nào cũng có thể được quán được hết. Nhưng mà chúng ta quán theo con đường này, theo yếu tố gió nè, cũng có thể được tiến lên được rất là tốt. Hiểu không? Theo tư duy như vậy đó. Cho nên đó, mình tu tập làm sao mình đừng để có sự dính mắc, có sự ái trong đó, không có tôi, không có ta, thì ái nó không có hiện hữu. Ái không có hiện hữu, tâm nó thanh tịnh, tâm nó vắng đi, nó thanh tịnh. Tâm nó thanh tịnh đó, thì mình quán mọi thứ rất là rõ ràng. Thì giống như bắt đầu pháp hỷ pháp lạc nó sanh giống như cái cô đó. Nó tiến từng bước á, tu đi rồi mới mốt trình tiếp. Nói nhiều quá là không có nên. Tức là nói ớm một chút thôi, rồi từ đó tiến bộ theo, tiến bộ rồi nói tiếp nữa. Cho nên á, mình đối với cô nha, mình phải quán làm sao đó. Quán đoạn cái thích thú trong đó để mình đạt được cái ly dục. Hiểu không? Tại vì khi á, trong cái đó đó mình còn dính, mình còn thích trên cái pháp rồi đó. Cho nên mình làm sao mình phải quán cái sự đoạn diệt của các pháp. Thì dần dần nó đưa đến ly dục. Còn mình phải quán ly tham nữa. Quán ly tham để chi? Để đoạn cái tham. Khi mà những cái này đoạn, mình tâm nó xuất ly ra được. Tại vì còn không đoạn được nó lẩn quẩn ở trên những cái pháp thiện. Nó vậy đó. Cho nên đến đây rồi phải tư duy những cái đó. Hoặc là tư duy về quán cái sự diệt để mình đoạn cái sự sinh. Hoặc là mình phải quán cái sự từ bỏ đó. Quán từ bỏ để mình đoạn cái chấp trong đó. Nên nhớ nha, ví dụ như đang cái pháp hỷ, đang pháp lạc, pháp định đó, mình không có sự từ bỏ đó thì mình sẽ có sự chấp trong đó. Cho nên sư chỉ thêm cái tư duy này nè. Đây là những cái tư duy trên pháp. Pháp này mình có cái sự mà mình có cái sự đoạn diệt nó không? Mình thấy cái sự đoạn diệt nó chưa? Tức là mình thấy cái sự đoạn diệt của nó đó, là mình sẽ dần dần á, khi mình thấy đoạn diệt, mình sẽ thấy mình sẽ phá vỡ cái sự sanh của nó. Hoặc là mình thấy những cái pháp này nó luôn luôn biến đổi, để làm chi? Để nó phá vỡ cái sự bền bỉ, nó đoạn cái sự bền bỉ. Đôi khi những cái pháp nó tốt quá mà mình không thấy cái sự phá vỡ của nó, cái sự mà diệt của nó, thì mình sẽ có cái sự bền bỉ trong pháp đó, mình khó xuất ly ra được. Cho nên mình tu tới pháp tốt rồi, mình phải làm sao tư duy để xuất khỏi pháp đó ra, để thoát ly nó ra. Tại vì đôi khi mình có cái tưởng trong cái sự bền bỉ đó, cho nên mình phải quán biến đổi liên tục để chi? Đoạn cái tưởng về bền bỉ trong pháp, pháp thiện mà, pháp tốt mà. Còn mình phải quán vô tướng để đoạn cái tướng của nó. Trong cái pháp tốt nó có những cái sự mà vô tướng, mình làm sao mình nhìn thấy cái vô tướng của nó, không có cái tướng trạng của nó, để đoạn cái tướng hiện hữu của nó. Những cái tư duy này vô cùng quan trọng, nếu không không có lắc ly ra được. Đôi khi mình phải quán không, pháp này nó rỗng không, để nó đoạn cái tà kiến. Nó đoạn cái tà kiến. Tại thường ngạn qua học đó, tà kiến thường kiến, tà kiến được đó này kia đó. Cho nên những cái quán không trong đó. Đôi khi mình phải quán với cái sự mà rút lui lại. Ví dụ như mình đang trên cái pháp đó, mình phải quán làm sao rút lui lại để nó đoạn cái sự trói buộc. Hiểu không? Nói cho những cái yếu tố đó để cô nhớ, rồi cái gì cô tu tập thêm. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô
Y đằng nô nha Ti đằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô Y đằng nô nha Ti đằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua giảng Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền Các vị ấy hằng được sự an vui Phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây Xin dứt khỏi những điều ô nhiễm Ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai